Ok, xin chào tất các bạn. Uh, không biết là chủ nhân của bài này đã vào chưa? ạ vì thầy vừa nhắn cho bạn ấy rồi. Uh, bài này thực ra không có gì mới cả. Bạn nào mà đã xem like hôm thứ mấy nhỉ? Hôm 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 thứ tư vừa rồi thì bạn ấy cũng thấy là bài này thầy đã chiếu qua và có nhận xét qua cho các bạn rồi. Nhưng mà tuy nhiên là cái bạn mà hôm chủ nhân của bài đó thì hôm ấy bạn ấy có một cái việc nhà bạn ấy mất điện. Thế cho bạn ấy không xem like được hết cái phần của bạn đó. Thì hôm nay thầy tranh thủ uh, Nhắc qua lại cho bạn ấy tầm mấy phút với cái bài như thế này Thì uh, hy vọng là không biết bạn đã vào chưa uh, Em đã vào rồi thì em comment là đã vào rồi nhá Để thầy bắt đầu không thì lát nữa này Mất công yêu cầu thầy đăng lại cái like này thì rất là mất công này <laughs> Vào chưa nhỉ Ok Rồi ok, xin chào tất cả các bạn Các bạn ơi các bạn thả tim với cả share nhé Để cho các bạn sinh viên khác với cả TikTok nó nhận ra rằng đây là một cái phiên like có hữu ích và nó sẽ share đến các bạn sinh viên và mình nghĩ rằng là nó rất là cần cho các bạn sinh viên trong thời điểm này khi mà cái kỳ 1 của chúng ta sắp kết thúc và các bạn đang nhận rất là nhiều các cái dạng đề khác nhau các môn khác nhau để chúng ta làm bài thì nó sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình làm bài để đạt được cái điểm tối đa trên cái môi trường đại học này để các bạn không cảm thấy nó quá là học hành nó quá là vất vả và cũng không có người định hướng bởi vì thực tế trên môi trường đại học thì không có giảng viên nào không có thầy cô giáo nào nói với các bạn rằng là chúng ta phải làm như thế nào cả Được chưa ạ ở ừ, bán kết Eruka mới công bố các bạn sinh viên nào có thể vào không? Thực ra thì mình cũng không rõ là sinh viên của mình có ai vào không, nhưng mà sinh viên của mình cũng có tham gia cái cuộc thi Eruka này. À, tại sao? Bởi vì là à, hôm vừa rồi ấy, thì các bạn sinh viên của mình, thực ra sinh viên của mình bây giờ cũng đến hàng hàng nghìn người rồi, một vài nghìn người rồi đấy. Thì các bạn ấy um, vụ như các bạn sinh viên ở trong thành phố Hồ Chí Minh khi mà mình mời các bạn ấy tham gia một cái buổi talk show của mình, thì năm vừa rồi các bạn cũng tham gia Eruka và năm nay lại tiếp tục tham gia Eroka và chính bản thân mình cũng chính là cái người mà trách đạo văn cho bạn đó chính là mình là người trích đạo văn và tư vấn giảm tỷ lệ đạo văn cho bạn đó để bạn tham gia Eroka và mình không biết bây giờ bạn được giải hay chưa thì thực ra mình không quan tâm lắm những câu chuyện đấy nhưng mà bạn hỏi là có tham gia không thì mình bảo là có tham gia nhé còn được giải hay không thì mình cũng không chắc nhưng mà hình như là bạn ấy có được giải năm ngoái thì có được giải còn năm nay thì mình chưa biết ok ạ. một tuần rồi mà chưa xác định được đối tượng nghiên cứu à ờ thì thực ra bạn bạn nên xem lại nhé cái cách chúng ta làm một tuần bởi vì đối tượng nghiên cứu ấy, chúng ta đôi khi chúng ta nhìn lướt qua đề tài là chúng ta có thể phát hiện được rồi chứ một tuần mà chúng ta chưa phát hiện ra thì chúng ta phải xem lại xem mình đã có cái phương pháp uh, làm nghiên cứu khoa học tốt chưa nhé ok ờ, bây giờ thì mình cũng sẽ dành cái thời gian dành cho bạn này luôn bởi vì là cái bài này mình nói rồi hôm trước mình có nhận xét một lần rồi nhưng bây giờ mình sẽ nhận xét lại một lần nữa bởi vì là <laughs> bạn này bạn ấy không hôm trước bạn ấy nhà mất mất điện cái bạn ấy hôm nay bạn ấy có nhắn Uh, thầy có hướng dẫn viết một bài tạp chí không ạ uh, tạp chí khoa học thì uh, thực ra để nói về hướng dẫn viết một bài tạp chí khoa học thì hiện nay bên mình đang có khóa viết tạp chí khoa học trong đó có nhóm công bố trong nước và nhóm công bố quốc tế bạn thích nhóm nào bên mình sẽ dạy cho bạn nhóm đó được chưa nhỉ thích nhóm nào dạy nhóm đó ngoài ra thì trước đây thì những bạn nào học nghiên cứu khoa học chuyên sâu bên mình thì ngoài làm nghiên cứu định lượng thì bên mình có một nguyên một buổi dạy cho các bạn cái cấu trúc của một bài viết khoa học quốc tế. Bởi vì các giảng viên bên mình ấy, hầu hết là những giảng viên mà người ta là reviewer của các cái tạp chí quốc tế chứ không chỉ là tạp chí trong nước nữa. Thế cho nên các thầy cô có công bố rất là nhiều, khoảng độ từ 40 đến 60 công bố quốc tế trên các tạp chí thuộc các cái nhóm khác nhau. Thậm chí các thầy cô còn cũng là cái um, gọi là cái người phản biện cho các tạp chí nữa, cho nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm về các cái khóa học này rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ luôn nhé các bạn uh, các bạn đang xem like các bạn có câu hỏi gì trong quá trình mà chúng ta nhận xét bài hoặc là trong quá trình mà các bạn làm nghiên cứu các bạn cứ hỏi hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái bài tiểu luận chúng ta có thêm một bài uh, giống như một bài nghiên cứu khoa học và đặc biệt là chúng ta có thêm một bài nữa là một bài báo cáo thực tập tốt nghiệp mình nghĩ rằng là ba cái dạng bài này uh, hoàn toàn phù hợp với trong, trong giai đoạn này các bạn sinh viên nào năm tư thì đang chuẩn bị làm khóa luận tốt nghiệp và bà có thực tập Còn bạn nào đang năm nhất thì đang chật vật với các bài tiểu luận Thì mình nghĩ rằng nó rất là phù hợp với các bạn giai đoạn này đấy uhm, Ok Smart PLS Thực ra bên mình thì không dạy về cái phần mềm này Bên mình thì không dạy phần mềm này Bởi vì hiện nay các thầy cô ấy Còn có thể sử dụng các cái ngôn ngữ R Để xử lý dữ liệu Chứ thầy cô cũng không sử dụng cái Smart PLS này uh, Ok Bây giờ mình sẽ trao đổi với cái phần này luôn nhé Ờ, ok, bây giờ đối với bài của bạn sinh viên này thì hiện nay bạn đang làm với bố cục như sau. Các bạn cùng nhìn đây nhé. Bố cục đây là bố cục bài của bạn đây này. Thì uh, mình vừa nhắn cho bạn vào xem. Thì bây giờ bạn ấy có thể vào xem rồi. Thì mình xin chia sẻ với Bách một chút nhé. Ở bài này thì người ta yêu cầu chúng ta có một cái vấn đề là phân tích. Đây là đầu tiên là phân tích này. Thứ hai là so sánh. Vậy là có hai cái vấn đề phải làm. Một là phân tích, hai là so sánh. So sánh cái gì? Đây là đặc điểm kinh tế của hai quốc gia này. Thì hôm trước thì bạn này bạn ấy làm theo kiểu là bạn ấy trình bày từng nước một. Pháp, sau đó bạn ấy giới thiệu bối cảnh rồi thì là yếu tố kinh tế Đó Xong lại 1, 2 Philippines Đó Xong rồi bạn ấy lại có một cái mục là tác động đến doanh nghiệp Samsung Thì thực tế là mình không cung ưng lắm với cái cách viết này Bởi vì thông qua cái cách viết này thì người ta chưa thấy được sự so sánh Chưa đạt được cái mục tiêu mà thầy cô giáo yêu yêu cầu Cái này nó cũng giống như hôm trước mình có nói với các bạn rồi Giống như kiểu các bạn học Bạn nào học IELTS IELTS rồi thì bạn biết là trong cái phần bài viết that oan ấy nếu mà chúng ta trình bày từng cái mục một, từng cái đường line một chẳng hạn thì điểm của chúng ta sẽ không được cao. Bởi vì ở đây người ta đang muốn chúng ta so sánh giữa hai quốc gia này mà các bạn trình bày từng nước một thì nó sẽ không thấy được cái sự so sánh. Bởi vì nếu đã nhắc đến so sánh thì người ta phải nhắc đến tiêu chí so sánh. Có nghĩa là tôi so sánh với anh nhưng mà phải trên một cái bình diện gì đó chứ không thể nào so sánh theo kiểu chung chung được. Có nghĩa là so sánh về quy mô hay so sánh về số lượng hay so sánh về cái gì, nói chung là chúng ta phải có một cái tiêu chí so sánh thế thì ở đây trong cái bố cục này thì mình gợi ý cho bạn nên làm như sau ạ đầu tiên là nhìn vào cái bố cục này chúng ta chưa rõ là bạn có bố cục gì hết bởi vì các bạn chỉ có cục A B C D thôi nó chưa theo một cái bố cục gì hết thì đối với bài viết này thì mình xin khuyến cáo là chúng ta nên viết theo bố cục theo phần bố cục theo phần nhá thì thế nào là một bố cục phần cái này thì mình sẽ dạy cho các bạn rất là kỹ ở trong khóa training rồi nhưng mình sẽ nhắc thêm là bố cục phần ở đây ấy, thì chúng ta có thể chia bài ra thành nhiều phần trong đó phần nội dung là phần quan trọng nhất thì đầu tiên chúng ta sẽ có một cái phần là phần đặt vấn đề chúng ta nêu đặt cái vấn đề ra à đúng không về cái vấn đề gọi là đặc điểm kinh tế bởi vì đề tài này của chúng ta yêu cầu chúng ta là nói về câu chuyện đặc điểm kinh tế mà đó thế sau khi chúng ta có phần đặt vấn đề xong đặt vấn đề chúng ta viết thành một đoạn văn thôi nhưng không nên viết thành nhiều đoạn văn một đoạn văn khoảng 300 từ sau đó vào phần nội dung thì bạn có phần là phần nội dung thế trong phần nội dung đó thì phần 2.1 nhé phần nội dung số 2 thì gọi là hai chấm 2.1 thì là nội dung đầu tiên của cái mục nội dung. Được chưa nhỉ? Phần đâu em ạ? À? Phần mở đầu là gì? Phần mở đầu của một cái bài nghiên cứu ấy, nó gồm rất nhiều mục. Em nhé. Đây này. Thôi mình sẽ nói đến đâu mình mở luôn cho các bạn xem đấy nhé. Nói chung là nói đến đâu thị phạm đến đấy để cho dễ hiểu nhé. Chứ bây giờ nói mà chỉ có nói mồm không thôi thì các bạn nhiều khi chả hình dung ra từ nãy giờ ông nói cái gì. Đây mình sẽ mở cái bộ tài liệu mình sẽ mở cái bộ tài liệu mà mình gửi cho các bạn học viên này thì trong này tất cả các bài này từ bài nghiên cứu tiểu luận hay là các cái công trình công bố uh, tạp chí hoặc quốc tế ở đây có hai cái bài hai cái kỷ yếu gồm khoảng độ gần 400 bài viết thuộc các chủ đề khác nhau từ khoa học kỹ thuật khoa học tự nhiên khoa học xã hội hay là kinh tế nói chung là cái gì cũng có luôn đấy giáo dục thì bây giờ mình mở một cái để cho các bạn xem đâu là cái phần mở đầu nhá đây này phần này gọi là phần mở đầu này và phần mở đầu thì nó sẽ gồm các cái mục kiểu như thế này. Đấy, thông thường là như vậy nhé, các em nhé. Ờ, thấy chưa nhỉ? Bạn Việt Anh tháng 11 bao giờ mở khóa nâng cao? Ờ, tháng 11 không có mở khóa nâng cao em ạ. Bởi vì khóa nâng cao vừa mới kết thúc cuối tháng 10 xong. Thì đầu tháng 12, tức là ngày mùng 5 tháng 12, thì khóa nâng cao tiếp theo sẽ mở. Và đây chính là khóa cuối cùng của năm 2023 này luôn nhé. Còn cái khóa mà viết công bố trong nước hay công bố quốc tế thì đáng lẽ mình mở từ tuần trước rồi. Nhưng mà giảng viên đang có một cái trục trặc về vấn đề cá nhân ấy. Cho nên giảng viên xin lùi lại một chút thì chúng ta sẽ mở vào cuối tháng 11 này. Thì những bạn nào, những anh chị nào đang làm nghiên cứu ấy mà các bạn muốn có công bố trong nước quốc tế thì các bạn hoàn toàn có thể học để viết nhé. Rồi, đó, đấy là phần mở đầu. Còn đặt vấn đề là như thế nào? Ok, mình sẽ mở luôn thế nào đặt vấn đề cho các bạn xem luôn nhé. Chờ xíu ạ mình sẽ mở cái đặt vấn đề của cái bài viết gần đây nhất của mình ra để các bạn cùng xem đây Đây, đặt vấn đề đây ạ. Đặt vấn đề đây. Chúng ta viết một đoạn văn như thế này thôi. Mình bôi màu năm cái màu này thể hiện cho năm câu, không phải năm câu văn đâu, mà năm ý. Ý này, ý đầu tiên là bối cảnh mình có thể trình bày nhiều hơn một câu văn. Các ý sau mình có thể trình bày mỗi cái một câu văn bởi vì tổng chỉ còn độ 300 từ thôi là đặt vấn đề cho một bài viết thế thì bài này của bạn nên đặt vấn đề như vậy sau đó vào phần nội dung ở phần nội dung nhé thì đầu tiên bạn cần làm rõ cho mình cái khái niệm về đặc điểm kinh tế là gì bởi vì bạn mà không rõ đặc điểm kinh tế là gì thì bạn sẽ không biết được cái nội hàm của nó gồm những cái nội dung gì và bạn không biết được nội hàm của nó gồm những nội dung gì thì bạn sẽ không thể nào mà nêu ra để mà so sánh giữa hai nước này được nhé cho nên cái đầu tiên mình nghĩ rằng bạn phải làm rõ được một số cái khái niệm có liên quan đề tài của mình Xong sang đến mục 2.2 thì bắt đầu bạn mới đi vào câu chuyện so sánh. Thì chính vì bạn đã làm rõ được cái khái niệm nội hàm của cái đặc điểm kinh tế rồi. Thế cho nên bạn sẽ so sánh các đặc điểm này giữa hai nước này. Bạn có thể dùng cái bảng, bạn nên kẻ bảng ra để cho nó rõ ràng. Một cái cột ngoài cùng thì bạn nên để là các đặc điểm kinh tế hoặc là các cái đặc điểm. Mục thứ hai, cột thứ hai bạn là trình bày Pháp. Cột, cột thứ ba bạn trình bày về Philippines. Và cột thứ tư thì bạn có thể là để thêm ghi chú hoặc là mở rộng có nghĩa là chúng ta vừa có so sánh chúng ta vừa có phân tích trong từng nội dung này thì như vậy bạn đã đáp ứng được yêu cầu của giảng viên và sau khi đó thì sau khi so sánh xong thì bạn sẽ có thêm một cái mục nữa có thể bạn có thêm một cái mục là mục kiến nghị hay là một cái mục nào đó để 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 thêm vào thôi đấy không phải là mục chính của bài của bạn nhé rồi thì sau cuối cùng là chúng ta có phần kết luận và phần danh mục tự tham khảo Chứ chúng ta không nên để là so sánh tự nhiên để có một cái doanh nghiệp là Samsung ở đây. Xong là uh, kết luận về sức hấp dẫn của thị trường. Thực ra là người ta không yêu cầu bạn làm những điều này. Mà bạn cố tình làm thì thực ra là nó cũng không vô thưởng vô phạt thôi. Và đặc biệt nữa là các cái biểu đồ trong bài thì bạn nên đánh lại cho nó đúng kiểu đánh. Một cái biểu đồ nó phải đánh có hai chỉ số. Được chưa? Hai chỉ số. Một là số thứ tự. Hai là số của chương, của mục mà chứa nó. Chứ không phải đánh như này đâu nhá đó các hình ảnh trong bài thì bạn cần phải có trích dẫn nguồn đây này như thế này là bạn không đã không có nguồn này nhá đấy thì bạn bổ sung vào cho mình nhá à, và một cái điều nữa là mình thấy ở đây bạn trích dẫn các cái số liệu này đấy. trích dẫn các cái số liệu uh, thông tin của các nước đây này nhưng mà mình có một đặc điểm là mình không hề thấy bạn có trích dẫn nguồn gì cả đây cũng thế này đó không hề có một cái trích dẫn nguồn nào hết thì như vậy thì bài của các bạn nó không có cái tính gọi là thuyết phục các cái con số này đưa ra nó không có cơ sở nhá và như vậy giảng viên người ta cũng không có điều kiện để cho chúng ta điểm cao tối đa được chưa và đặc biệt nữa là danh mục tại tham khảo mặc dù bạn đang làm tự động rồi nhưng mà bạn đang làm sai thiếu các cái thông tin ví dụ như ở đây nhưng mà các bạn chỉ có một cái mục là GDP của Pháp nhưng tác giả là ai thì không có được chưa tác giả là ai thì không có ngày tháng truy cập không có chỉ có mỗi đường link thôi available trên cái đường link này Đấy, có mỗi năm thôi không có cái thông tin nào khác tương tự bên dưới này cũng thế tương tự đây cũng vậy này đây thế thì bạn thiếu rất nhiều các cái thông tin trong một cái trích dẫn được nhỉ thiếu rất nhiều thông tin trong một trích dẫn thì như vậy là không ok đâu nhá giảng viên người ta hoàn toàn có thể nhìn vào đây và người ta có thể đánh giá cái danh mục trường tham khảo của bạn thậm chí người ta có thể trừ điểm của bạn Điều chưa nhỉ? đó thì đấy là bạn lưu ý nhé. À, bạn nhung hỏi là khóa chuyên sâu sẽ được học những gì? À, khóa chuyên sâu ấy, thì các bạn sẽ được học từ cách chúng ta làm tổng quan nghiên cứu, đề xuất mô hình, à, khảo sát, xây dựng bảng hỏi, khảo sát, nhập dữ liệu, chạy dữ liệu trên SBS, đọc dữ liệu, kiểm định mô hình. À, thậm chí các bạn sẽ được học cả về phần viết cấu trúc của một cái bài báo khoa học. rồi các bạn sẽ được tư vấn chi tiết cái đề tài mà mình đang theo đuổi. ví dụ như là thạc sĩ, tiến sĩ hoặc là sinh viên và các bạn còn được uh, giảng viên support trong quá trình làm bài nữa nói chung là học rất nhiều thứ từ A đến Z với cái nghiên cứu là theo hướng định lượng nhé theo hướng định lượng và công bố quốc tế thế cho nên các bạn hoàn toàn yên tâm về cái nội dung này rồi và uh, với cái phần mà thầy vừa nhận xét bổ sung thêm ấy thì tác giả của bài này chắc là cũng sẽ biết cách điều chỉnh thêm bởi vì đây là cái phần mà thầy đã nhận xét cho bạn một lần rồi lưu ý nhé trong nội dung ý, thì các bạn lưu ý với các cái văn nói này Đấy nhá, Văn nói nhé Đây này. Các em nhớ nhá, Văn nói rằng thì là mà trong bài viết ít thôi. Được chưa? Bởi vì giảng viên đọc kỹ người ta thấy viết rất là buồn cười, người ta sẽ từ trừ điểm các bạn đấy. Ở thầy ơi, bài tiểu luận có nên để lời cảm ơn hay đặt vấn đề không ạ? Lời cảm ơn với đặt vấn đề hai cái mục đấy không phải là nhau. Cho nên em không thể so sánh như vậy được. Đặt vấn đề là cái điều bắt buộc đặt vấn đề gần như là cái điều bắt buộc đối với một bài viết đăng hội thảo khoa học hay là tạp chí nhiều khi đã bắt buộc phải viết còn với bài tiểu luận thì tùy từng bài nếu như bài và viết theo bố cục theo phần thì các em cũng phải có phần đặt vấn đề em dẫn dắt người đọc đến cái bài viết của mình nhá còn cái phần lời cảm ơn ấy thì cái đấy thì trong bài tiểu luận thì không cần thiết nhưng mà trong các nghiên cứu khoa học hay khóa luận tốt nghiệp thì cần thiết nhá cho nên các bạn nhớ điều đó nhé hai cái này nó không thể nào mà so sánh với nhau được cho là các bởi vì là cái phần lời cảm ơn là cái phần phụ nhưng mà cái phần đặt vấn đề ấy, lại là một trong những phần quan trọng của một bài viết một bài tiểu luận bởi vì đó là cái phần giống như phần mở bài ấy, em ạ đây này Các em tưởng tượng giống như bài viết này của mình mà không có đặt vấn đề thì người ta sẽ không thể biết được là cái vấn đề này đây vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông này nó được đặt ra trong bối cảnh nào nó có quan trọng hay không nó có cần phải nghiên cứu không vân vân đấy nó giống như là cái phần mà lý do chọn đề tài ấy, nhưng mà ở đây mình chúng ta không thể viết được lý do chọn đề tài vào đây được thế cho nên chúng ta gọi là đặt vấn đề quyết là đặt ra cái vấn đề hoặc là cái vấn đề đang được đặt ra như thế nào đấy và trong bài này chúng ta sẽ giải quyết nó ra sao được chưa ok à, các bạn có thể follow cái kênh tiktok này để chúng ta xem các video ở thầy ra hàng ngày nhé đơn giản như buổi tối vừa rồi thôi à, từ lúc 6 giờ đến giờ thầy đã ra hai video rồi hai video của thầy đều có liên quan đến cái mà các bạn đang làm ví dụ như các bạn sinh viên bạn hỏi rằng là phương pháp nghiên cứu thì viết như thế nào cái câu chuyện này là cái câu chuyện mà rất nhiều bạn sinh viên đang lăn tăn thầy dám cam đoan rằng là chắc phải đến 90% các bạn sinh viên nhà mình không hiểu bản chất của các cái mục ở trong cái phần mở đầu đâu đặc biệt là phương pháp nghiên cứu ở thông thường thì chúng ta hay xem các anh chị viết thế nào chúng ta viết thế thôi mình tham khảo anh chị viết nào mình viết thế còn chả biết là nó ý nghĩa như thế nào đấy lời mở đầu và đặt vấn đề khác nhau gì ở thực ra ấy, thì về cái nội dung lời mở đầu hay đặt vấn đề ấy, thì thầy thấy mọi người đang viết nó giống nhau bởi vì nó đều mang tính chất là cái phần cái phần gọi là cái phần uh, cái gì nhỉ nó gọi là cái phần mở bài cho một cái bài viết thôi em ạ nhá rồi ok bài này của bạn này thầy sẽ tắt đi nhá bởi vì hôm trước nhận xét rồi hôm nay không nói nhiều nữa mất thời gian của người khác cái mà các em đang nhìn thấy đây là cái phần mềm mà thầy đang dùng để trích dẫn này chứ thầy không trích dẫn bằng tay rồi ok bây giờ đến một bài của một bạn sinh viên bạn này thì bạn đã làm cái đề tài là tác động của việc làm thêm đến sinh viên đại học việc làm thêm đến sinh viên thì tất cả các bạn nhà mình đang xem ngồi đây các bạn thấy cái tên đề tài này có thế nào ạ xin mời các bạn có cho thêm cho thầy thêm một cái suy nghĩ nhé xem là cái đề tài như thế này thì bạn bạn thấy nó đã tốt chưa các bạn sinh viên đã thấy đề tài này là tốt chưa hoặc là nó có cái vấn đề gì, đề gì mà theo các bạn là nó nên điều chỉnh không? Tác động của việc làm thêm đến sinh viên đại học. Tác động của việc làm thêm đến sinh viên đại học. Nào xin mời các bạn ạ. Các bạn thấy nó đã ok chưa? Chưa tốt. Ờ, chưa tốt ở điểm gì nhỉ? Các bạn thấy nó đề tài quá rộng. Ờ, bạn Linh nói đúng. Linh có nhiều kinh nghiệm đúng không? Ờ, bạn linh là tác giả của một cái bài một cái bài um, báo cáo thực tập à 9,8 điểm phải không linh Đấy rất là giỏi nhá nhưng bạn nào đang làm báo cáo thực tập mà gặp vấn đề thì hỏi linh để kinh nghiệm nhé 9,8 điểm là rất là ok rồi đấy không cụ thể trường nào ờ rồi ở đây thì chúng ta thấy rằng là cái vấn đề mà bạn ấy đang đặt ra Thì nghĩ rằng là nó sẽ có nhiều cái thứ mà chúng ta cần phải xem xét ví dụ như tác động của việc làm thêm đến sinh viên đại học thì thứ nhất là đến sinh viên đại học nó chung chung quá chúng ta không thể biết được là sinh viên đại học ở đâu sinh viên đại học trên quốc tế hay là sinh viên đại học ở Việt Nam dạ con muốn thầy trách giúp con bài nghiên cứu khoa học có được không ạ ờ được em ạ ờ, em có thể gửi tất cả các bạn nào mà muốn mình nhận xét ấy, thì các bạn có thể gửi qua đường link bio trên kênh tiktok này nhé ngay tại thời điểm này luôn nếu như lát có thời gian mình sẽ nhận xét luôn cho các bạn và tất cả các cái phần mình nhận xét tất cả đều là free thôi bởi vì mình nhận xét nó cũng mấy năm nay rồi đó thì um, thứ nhất là cái vấn đề sinh viên này này chúng ta thấy là sinh viên đại học nó quá rộng sinh viên đại học của nước ngoài hay của việt nam hay của ai rất khó để xác định phạm vi thứ hai nữa đây là phạm vi về đối tượng này tiếp theo là đến sinh viên đến cái gì của sinh viên ờ, mình vẫn trích đạo văn nhé mình vẫn trích đạo văn trên các phần mềm khác nhau và đặc biệt đó là những bạn sinh viên trích đạo văn bên mình ấy, thì ngoài cái việc được mình trích đạo văn ra Tại sao được gọi là được mình trách đạo văn? Nghe thì nghe nó vẻ cao sang đúng không? Nhưng thực tế là đúng như vậy đấy. Có nghĩa là mình phải trách khi trách mình phải hỏi các bạn rất kỹ về các cái tiêu chuẩn trách chứ mình không trách bừa cho các bạn đâu. Nếu như bạn không nắm được các tiêu chuẩn này mình sẽ không trách. Bởi vì trách nó phải phù hợp với nhà trường và bạn có thể nộp được bài đó về nhà về nhà trường chứ không phải trách chỉ để trách. Cái thứ hai nữa là trách bên mình ấy, tài khoản sẽ không lưu bài trên hệ thống cho nên bạn không bao giờ lo lắng câu chuyện là bị mất bài hay là bị 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 lưu bài còn thứ ba đó là mình là một giảng viên không bao giờ mình làm sai với quy định của khoa học cho nên các bạn không bao giờ bị lo bài bị dò dỉ ra ngoài hay bài bị mất hay bài không được nộp vân vân cái thứ tư cái thứ tư là khi bạn trách bên mình thì bạn sẽ được mình tư vấn giảm tỷ lệ trùng lặp xuống để bạn sửa đến khi nào đủ cái tiêu chuẩn thì thôi đó có nghĩa bạn thấy không ạ chỉ trách thôi mà chúng ta được quá nhiều thứ ai là cái người mà làm cho các bạn điều đó và tất nhiên là tư vấn bên mình hoàn toàn miễn phí đấy là cái thứ mà ở những nơi khác người ta sẽ thu của các bạn cực cực nhiều tiền đấy. Nhưng bên mình những cái điều đó cái khó nhất thì mình sẽ làm miễn phí. Ok. Những cái thứ mà các đơn vị khác không làm được thì mình sẽ làm miễn phí. Đây là cái điều đặc biệt nhé. Rồi đang nói tiếp về cái tên đề tài là cái vấn đề nó rất là nó rộng bởi vì liên quan đến sinh viên liên quan đến cái gì của sinh viên được chưa nhỉ liên quan đến cái gì của sinh viên ừ, không lý thuyết cách xây dựng khung lý thuyết đúng không? Ờ, cái này nó không phải là dễ đâu em ạ. Nó cần có một cái sự tổng quan nghiên cứu rất là nhiều. Nhá. Ờ, em có thể inbox để chúng ta trao đổi thêm. Chứ còn nói để xây dựng khung lý thuyết ở trên này thì nó rất là phức tạp. Nhiều bạn còn không hiểu các cái thuật ngữ này nó như thế nào. Rồi, ờ, việc làm thêm đến sinh viên thì đến cái gì của sinh viên? Ví dụ đến kết quả học tập thì nó lại dễ. Hoặc là đến... Um, đến đến ờ đến, uh, ừ, thường là sinh viên chỉ nhắc đến kết quả học tập thôi, đúng không? Việc làm thêm đến cái gì của sinh viên được? Đến thói quen à? Hay là đến cái gì thông thường là người ta đến kết quả học tập. Đúng không? Rồi, hoặc là sinh viên ở đâu đó tại một trường nào đó thì sẽ dễ hơn, bởi vì chúng ta sẽ khoanh vùng được cái đối tượng mà chúng ta khảo sát. Bài tiểu luận cần làm mục lục không ạ? Nếu như mà nó có nhiều mục thì nên làm mục lục bởi vì là cái người chấm bài người ta sẽ nhìn được cái cái cái, logic của bài em luôn và như vậy là người ta sẽ có thể là nhìn tổng quan bài người ta chấm nó sẽ dễ hơn và chính bản thân các em ấy em mà làm mục lục thì chính bản thân của các em cũng là cái người kiểm soát được mục của mình tốt hơn chứ còn mình mà không xây dựng mục lục mình làm bừa thì mình cũng sẽ dễ bị loạn nhé Mục tiêu nghiên cứu và nhiệm vụ nghiên cứu có cần phải bằng nhau không ạ? <laughs> mục tiêu là mục tiêu em ạ Một nhiệm vụ là nhiệm vụ Chúng nó không thể nào gọi là bằng nhau hay là khác nhau được Nhưng mà chúng nó là tiền đề của nhau Thực hiện được các nhiệm vụ nghiên cứu Thì chúng ta mới đạt được mục tiêu nghiên cứu Chứ ở đây không có gì gọi là bằng nhau hay là kém nhau nhé em nhé Rồi bây giờ chúng ta cùng xem bạn đã làm như thế nào nhé Với cái đề tài này Đấy Cái tên đề tài mà nó đã có rất nhiều thứ cần bàn rồi thì cái mực bên trong ấy nó sẽ còn nhiều thứ hơn nữa bởi vì chúng ta tự đưa mình vào cái mê cung tự đưa mình vào cái mê cung của đề tài em ạ bởi vì cái tên đề tài mà nó không rõ ràng thì bản thân của chúng ta làm sao mà rõ ràng được đường đi nước bước của mình được đúng không rất dễ bị loạn về chúng ta xem nhá xem bạn có bị loạn không nhá ở đây này đặt vấn đề ở đây nhé các bạn nên là gọi là phần 1 là phần mở đầu chứ không phải đặt vấn đề đâu nhá và các cái dấu câu của bạn đánh sát à ở đây thì mình đoán là bạn đang làm thủ công bởi vì nếu như mà không làm thủ công ấy thì kích vào đây nó phải hiện ra cái gì cái bàn tay cơ để nó chạy đến vị trí cơ đấy làm thủ công này ở các cái dấu này phải sát vào nhá được chưa nhỉ nó phải như này này đó như này mới chuẩn này rồi bây giờ bài của bạn có phần lý do chọn đề tài mục tiêu và nhiệm mục tiêu và mục đích nghiên cứu rồi ok mục tiêu và mục đích nó là khác nhau nhá hai cái này không phải là một đâu và đôi khi chúng ta cũng không biết phân biệt được hai cái này tiếp theo là nhiệm vụ đối tượng phạm vi phương pháp nghiên cứu rồi ok bây giờ mình đố các bạn đang xem like nhé khoảng độ gần trăm bạn là trong năm cái mục này bạn sinh viên này còn đang thiếu những mục những mục gì quan trọng ở những cái bạn những cái bạn kia đâu rồi nhỉ không thấy các bạn hỏi và các bạn có vấn đề gì các bạn hỏi luôn nhé về khóa training được này kia các bạn có thể hỏi thoải mái ấy. hoặc là về các nội dung khác ấy. rồi bạn nhung nói rằng thiếu tổng quan nghiên cứu các bạn sinh viên khác có thể cho thầy biết xem là còn thiếu gì không ạ bố cục luận văn đúng rồi cũng thiếu bố cục nhé chưa có bố cục này đạo đức nghiên cứu ờ đạo đức nghiên cứu thông thường thì đạo đức nghiên cứu nó hay được trình bày trong y học hơn thầy thấy thế rồi còn gì nữa không các em còn thiếu mục gì nữa nhỉ? Còn thiếu một cái mục cực kỳ quan trọng này. Còn thiếu một cái mục rất quan trọng nhé. Triển khai từ mục tiêu nghiên cứu ra. Khách thể nghiên cứu ý nghĩa. Không gian, thời gian nó trình bày trong phạm vi rồi em ạ. Còn một cái mục nữa. Đố các bạn biết thiếu mục gì? Mục này là triển khai từ mục tiêu nghiên cứu đi ra. Mà nó là tiền đề cho giả thuyết. Đấy, nhắc đến giả thuyết. Bài này cũng chưa có giả thuyết này nào đối với các bạn còn thiếu gì nữa phương pháp nghiên cứu đây bạn có phương pháp nghiên cứu rồi em giải pháp khó khăn chưa đúng chưa đủ lỗ hổng nghiên cứu chưa đủ vẫn còn thiếu một mục kết thúc của cái mục này đúng chính xác bạn music trả lời chính xác rồi đang định gợi ý đó chính là câu hỏi nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu đúng rồi tổng quan nghiên cứu thầy ơi tiểu luận chỉ cần mở đầu thôi không cần mục tiêu lý do chọn đề tài được không ạ Ừ, bạn như quyền này Ok, cái này nhá, thầy nói thật với các bạn ấy, tiểu luận hiện nay đối với các trường ở Việt Nam của chúng ta chưa có một cái phong chuẩn nào hết. Cho nên thầy thấy rất là buồn cười có những trường thì yêu cầu thế này, có những trường yêu cầu thế kia. Thế cho nên các bạn cần phải bám sát với quy định của trường mình. Còn um, có những trường thì người ta yêu cầu chúng ta phải viết giống như một cái bài nghiên cứu ấy. Vẫn đầy đủ các cái phần như phần mở đầu, các phần này kia. Nhưng cũng có trường người ta chỉ yêu cầu chúng ta viết cái phần đặt vấn đề thôi. <laughs> cho nên em cần phải theo giảng viên của trường em. Và thầy nhớ như in ấy, khi mà thầy học ở bên đại học Julius Ở bên trường Julius là cái trường mà đại học ngoại ngữ đại học quốc gia Hà Nội ấy. <laughs> Giảng viên có một môn học còn yêu cầu tất cả các thầy cô là phải viết gì ạ Làm mục lục tài liệu tham khảo ở cái nụ, ở cái trang đầu tiên luôn Ở cái trang đầu tiên này này Đây, làm danh mục tài liệu tham khảo ở trang đầu tiên này chứ không phải ở cuối cùng Thế thì sao? Thế thì vẫn phải làm thôi chứ làm sao? <laughs> Nhưng mà đấy, lạ đời như vậy đấy Ờ, thế cho nên thầy biết rồi, mỗi một trường một kiểu em ạ Dạ đúng rồi, có môn em thấy có, có môn không nên thấy hơi dối Ờ ok Quỳnh ơi, nếu như mà giảng viên của em không yêu cầu ấy Thì em không cần thiết phải làm đấy đâu Nếu như giảng viên chỉ yêu cầu là chúng ta viết một bài tiểu luận 5 trang, 10 trang thôi Thế thì chúng ta viết cái phần mở đầu hết đời nó 3 trang, 5 trang rồi Thì thời đã gian đâu mà viết nội dung Cho nên là thầy luôn luôn khuyên các bạn sinh viên, các bạn học viên Lớp chuyên ninh của thầy, đây này Đây này, thầy dạy các bạn đi viết như này Đây cho các em xem luôn nhé Đây, thầy dạy các bạn đi viết như này Các bạn cùng tham khảo nhé Uhm, đây, đây khi thầy dạy các bạn ấy viết đây, đây thầy dạy các bạn ấy viết từ cái việc phân tích tên đề tài cho đến tìm kiếm này, phân tích tên, tài, phân tích tên đề tài hoặc tìm kiếm đề tài này, phân tích đề tài, tìm tài liệu này, đọc tài liệu, sử dụng các công cụ cho nghiên cứu này, à, tư duy bố cục này, đến cái đoạn tư duy bố cục này thì lúc đấy thầy mới dạy các bạn ấy là nếu đối với bài tiểu luận thì chia làm hai nhóm, nếu như giảng viên yêu cầu thì thôi không phải nói nữa còn giảng viên không yêu cầu mà viết với bài tiểu luận ngắn dưới khoảng độ 15 trang thì các bạn nên viết theo bố cục theo gì? Theo phần gồm các phần nào thì ở đoạn này thầy dạy cho các bạn rất là kỹ. Dạy các bạn cách viết phần. Đó, ba trang liền này từ trang 25 trang 28, ba trang liền dạy các bạn đi viết cách bố cục như thế nào cho nó đúng. Đấy, được không ạ? Bài tiểu luận với bài thu hoạch khác nhau như nào? À, thực ra thì đôi khi ấy, cái từ tiểu luận nó hơi chung chung cho nên là nếu như mà thông thường các bài thu hoạch thì giảng viên người ta yêu cầu có một cái bố cục đấy em xem là yêu cầu của trường em người ta yêu cầu thế nào thì chúng ta viết theo thôi thầy có mở lớp viết không ạ em viết thì có ý tưởng nhưng hay bị lan man ở đây cái tài liệu mà bọn em đang nhìn trên này này đây chính là tài liệu của cái lớp training viết tiểu luận và nghiên cứu khoa học của thầy từ cái việc mà chúng ta chưa có tên đề tài đối với các bài khoa luận tốt nghiệp hoặc là nghiên cứu cho đến khi có tên đề tài cách đặt tên đề tài và sau đó triển khai bài bản từ A đến Z hết cho đến khi các bạn làm được phiếu khảo sát, các bạn đi khảo sát, các bạn biết cách kiểu trích dẫn khoa học. Các bạn viết văn phong, cái mà em đang yếu nhất ấy, là cái văn phong này này, văn phong trình bày này. Đấy, văn phong logic. Đấy, được chưa nhỉ? Trình bày luận cứ luận điểm. Và sau đó các bạn nhớ nhé, là những bạn nào mà rốt cả về mặt tin học ấy, thầy dạy luôn từ A đến Z hết. Để các bạn làm, chủ động làm được hết một cái bài nghiên cứu tất cả đều là về hình thức chuẩn hết luôn dạy luôn các em bạn edit gọi là thầy thực hành luôn cho các bạn xem và dạy các bạn thực hành và đặc biệt nữa là có một cái nội dung rất là mới gần 10 trang là thầy dạy các bạn về đạo văn quý là dạy các bạn cách viết bài không bị đạo văn mà bị đạo văn rồi thì tự mình biết cách sửa bài đạo văn của mình không cần ra quán photo không cần đi thuê ai dạy không cần đi thuê người ta sửa không cần phải gian lận không cần gì hết tự bản thân mình viết đã lách không bị bị rồi mà tất cả cái điều điều này là đúng theo quy định của khoa học Chứ không phải thầy dạy các bạn theo kiểu thủ thuật đâu Không phải đâu 10 trang liền Đây từ trang 70 đến trang 77 Là cái nội dung mà thầy dạy về đạo văn đấy Riêng cái nội dung đạo văn đã gần 10 trang rồi Đấy rất ok nhá Cho nên là kể cả văn phong khoa học Kể về bố cục, cả về hình thức, cả về nội dung Và đặc biệt một cái điều ấy, là Những bạn nào mà học cái khóa chuyên ninh này xong ấy thì khi các bạn làm bài, các bạn được thầy support ở góc độ là gì? Là sẽ nhận xét bài cho các bạn các bạn gửi qua thầy sẽ nhận xét em ơi chưa tốt chỗ này chưa tốt chỗ kia em phải sửa thêm xem chỗ này xem chỗ kia đấy có nghĩa là có một cái người đồng hành cùng các bạn nữa trên môi trường đại học chứ không chỉ là giảng viên ở lớp đâu đấy thì cái đấy là thầy đang đang triển khai cho tất cả các bạn sinh viên năm nhất đến năm tư luôn thậm chí các anh chị đang học thạc sĩ hoặc là các thầy cô giáo là giảng viên đại học luôn cũng đang học cái cái nội dung này nhá ok <laughs> chủ đề về phương pháp dạy học được không ạ Ok, nói về đạo văn Ờ, đạo văn thì uh, Ờ, bạn này vẫn hỏi phí tài liệu Thì toàn bộ các cái tài liệu này là miễn phí hết nhé em nhé Nó đi theo khoa học rồi Ờ, đạo văn thì lát nữa thầy sẽ tư vấn cho một bạn đây này Bài đây này Bạn nhìn này, bài của bạn đây này Đâu ở đây này À đây đây, không phải đạo văn, đây là bài đạo văn đây Đây, hôm nay thầy check cho bạn này đây này Đây. Thì lát nữa thầy sẽ tư vấn cho bạn này về đạo văn nữa nhé. Ở ờ, form khóa luận tốt nghiệp khóa học này bao nhiêu vậy? Ở ờ, thực ra là thầy không 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 được nói nhưng mà những bạn nào mà đã học khóa học này rồi thì có thể trả lời giúp bạn bạn Mây, bạn Quỳnh và bạn Nhung nhé. Nhung ơi, em đã học khóa học này chưa? Hoặc là bạn Linh này, không biết Linh còn đang xem like không? Nhưng bạn nào đã học khóa học này rồi thì bạn trả lời hộ thầy nhé, bởi vì thầy TikTok nó không cho nói cái điều đấy trên trên live các bạn ạ. Rồi ok, bây giờ chúng ta xem nội uh, bố của các bạn này nhé. Uhm. Các bạn cũng có thể là vào xem uh... <laughs> đăng ký khoa học qua phở bò đi thầy ạ. <cười> ok. <cười> các bạn thực ra thì thầy không quen lắm với mấy cái thuật ngữ đấy bởi vì là thầy cũng không giỏi mấy cái cái cái, cái like nước này đâu cho nên là cũng hơi ngờ ngợ ấy cho nên nhiều khi các bạn cũng thông cảm các bạn có thể theo dõi đây <laughs> Rồi món này này đây thầy nghĩ rằng là nó chỉ bằng 1 phần ba hay một phần tư một tiến chỉ các em đang học thôi mà các bạn được học cái khóa học này thì nghĩ là nó là vĩnh viễn đấy bởi vì là khi là bạn học bạn sẽ có thể xem lại bởi vì bạn sẽ được cấp tài khoản cho nên bạn không lo nhé <laughs> nên viết vào bò ừ. Ok các bạn cũng như là các bạn rất quen với những cái thuật ngữ đấy nhưng mà nói thật like này ấy, thầy rất là thô sơ thôi, thầy không có một cái hỗ trợ. Các bạn nhìn xem thầy có thiết bị gì đâu. Chả có thiết bị gì hết, nó thật sự là rất là thuần thôi để chia sẻ với các bạn về cái về cái nghiên cứu khoa học và khoa học tốt nghiệp này thôi chứ thực sự rằng là nó 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 nếu mà trường em là 365k một tín chỉ thì cái khóa học đấy nó chỉ bằng 1/2 một tín chỉ của em thôi, được chưa? 1/2 một tín chỉ thôi, khổ ghê. <laughs> Nếu như một tín chỉ của em đang là 700 đây này, này, lúc anh này thì nó chỉ bằng chưa đến 1/3 một, một tín chỉ. Các em thấy không ạ? Cho nên là không có gì mà phải lo lắng nhá. Ok, bây giờ đi vào câu chuyện của bạn này. Thực ra là cái phần đặt vấn đề thì không đúng rồi này, mở đầu này. Mà mở đầu thì đang thiếu quá nhiều. Nhá. Mở đầu thì đang thiếu quá nhiều. Ờ, bạn ở đây có bạn Hường này, bạn Hường đã học khóa này rồi. Ờ, các bạn bạn Hường hỗ trợ mấy bạn này giúp thầy giúp thầy nhá bạn Thiên An này, bạn Linh này kìa à, Bạn Linh này này Bạn Linh là cựu học viên, thầy không nhớ là Linh ca bao nhiêu Nhưng mà bài, nhưng mà bài, bài gì nhỉ Bài um, báo cáo thực tập của Linh là 9,8 điểm Đây là bạn Lê Linh này này Thầy không nhớ bạn ấy, hình như bạn là người, bạn là sinh viên ở trong miền Nam ấy Bởi vì thầy có dạy, thầy có trao đổi với bạn nhiều lần cũng có sửa nhận xét bài cho bạn đến một hai lần nhưng mà thầy không không nhớ hết được bởi vì có đến hàng nghìn bạn thì thầy không thể nhớ được nhưng mà linh linh học ca bao nhiêu thì Linh có thể chia sẻ với các bạn nhé. Đây bạn Huỳnh Đặng này này, Hương Hương nhắn tin hộ bạn Huỳnh Đặng của thầy nhé, bởi vì thầy không không trả lời được hết đâu. Rồi bây giờ thầy đi vào cái nội dung này nhé. À Linh K17. Đấy, bạn Linh bạn là K17 nhưng các em biết không ạ? Đến thời điểm mà các em đang đăng ký này này, thời điểm mà em đang đăng ký luôn tối nay nhá thì thầy đã mở đến khóa 29 rồi. Linh ạ, 29 rồi, gần gấp đôi cái thời điểm mà Linh đăng ký luôn ạ Các bạn đăng ký trên đường link bio này, này trên đường link bio của kênh tiktok này như bạn kia bạn ấy vừa nhắn đấy nó chỉ bằng 1 phần ba một phần tư một tín chỉ mà các em đang học thôi nhưng mà các em được học bài bản này thầy support cho các em này các em được học trực tiếp với thầy này xong rồi các em sẽ được học lại record bất cứ khi nào em muốn trên website này xong các em lại được nhận bộ uh, tài liệu này đây đâu nhỉ đây bộ tài liệu này đấy tất cả các cái bài viết đều từ 9 đến 9.8 điểm đây đây là bài của bạn Linh này. Bài của bạn Linh chính là bài 9.8 điểm đây này, này. Bởi vì bạn Linh là học viên của thầy và khi bạn được 9.8 điểm bạn đi có khoe thì thầy xin luôn làm cái tài liệu tham khảo cho các bạn. Ok nhá. Rồi, cảm ơn bạn Lê Linh ạ. Lê Linh là K17, thế mà bây giờ thầy đã K29 rồi. Thì để các em thấy rằng là nó tăng rất là nhanh. À, lấy một bài bất kỳ trách đạo văn cho em xem này. Ờ, chả có gì khó khăn cả, nhưng mà lát nữa nhá. Bây giờ đây, Thầy lấy ví dụ nhé. Đây là turn in này. Các bạn cứ hỏi là check trên phần mềm nào. Nhưng thực ra à, app nào không phải app đâu em ơi. Mà phải phần mềm của tên nhé. Em nhìn thấy turn.com chưa? Đây là tài khoản của thầy này. Quét vân tay này. Đấy các bạn em. Đến phần mềm bây giờ cũng phải dùng vân tay luôn á. Sau đó thầy vào cái phần mà thầy check. Các bạn nhìn nhé. Mỗi một ô này này. Mỗi một cái ô đang chỉ số này. Là thầy check được... Um, môn phương pháp mà dạy qua là cực. Các bạn biết là cái môn phương pháp nghiên cứu này ấy, thì thầy còn chia sẻ cho một số thầy cô đang dạy môn này luôn á, có một số trường luôn ấy. Và thầy cũng vừa mới dạy cho các bạn sinh viên của đại học nha trang xong, hôm nay vừa được lĩnh lĩnh tiền xong. <laughs> OK. Rồi các bạn nhìn nhé mỗi một ô này thầy trách được cho bốn bài, mà các bạn nhìn này, nó nhiều không? Nhiều không? Thầy vứt ăn chưa hết này, nó đến hàng trăm ô mà hiện nay thầy đang có mấy tài khoản này thì các em có biết là, đây là đặng văn phong này, quý lại cùng một lúc thầy có thể trích được cho các em hàng trăm bài luôn đấy. Ừ, thầy vừa mới dạy cho đạo nha trang xong, dạy cho bên ấy hai lớp cũng về nghiên cứu khoa học này, nhưng mà dạy cho các bạn sinh viên cách phân biệt tìm ra được tài liệu uy tín, dạy cho các bạn ấy tìm ra được tài liệu uy tín xong, còn dạy cho các bạn ấy cách sử dụng phần mềm để trích dẫn các cái tài liệu uy tín đó, xong rồi còn dạy cho các bạn ấy cách edit phần mềm nói chung là Dạy cho các bạn ấy rất là nhiều Đó, dạy cho bạn ấy rất là nhiều ờ, Thầy vừa mới dạy xong Thầy dạy cho tháng, các bạn ấy tháng trước xong Không, thầy là giảng viên thỉnh giảng của Đọc Nha Trang thôi Giảng viên thỉnh giảng thôi Chứ còn thầy là giảng viên ngoài Hà Nội này cơ Đây, ví dụ nhé Các bạn nhìn này, ở đây có một cái bài nó đang là Các em nhìn nhé, đây là các cái chỉ số này Ví dụ như bạn sinh viên này đang trùng 94% này Bạn này đang trùng 73-75% này Bạn này thì đang trùng có 15% thôi bạn này thì đang trùng 43%. Các em nhìn nhé. Đây là các cái chỉ số mà các bạn sinh viên đang đang trùng. Nhưng mà các bạn ấy chỉ được phép trùng thấp thôi. Các bạn ấy chỉ được phép trùng khoảng độ 15, 20% thôi, 30% thôi. Thì các bạn ấy vừa check của thầy, các bạn ấy vừa các bạn ấy vừa biết cách giảm tỷ lệ xuống, thầy sẽ tư vấn cho bạn giảm tỷ lệ xuống. Ví dụ bây giờ bài của bạn là 43% nhé, chúng ta cùng xem nhé. Ấn vào view này. Đây. Thầy đang cho em xem đây. Các bạn mà kem yêu tủ lạnh này, này Yêu cầu ghê phết đấy Đây đây là một bài này Đang bị trùng 43% nhìn thấy chưa Kích vào đây Đang không miễn gì hết 43% kem sẽ nhìn thấy bạn đang trùng với cái nguồn là Tích 123 này 10% luôn Đây là các cái nguồn trùng Mỗi một màu này Là một màu của nguồn trùng Nó sẽ tương ứng với cái màu ở trong bài Bạn Hương hỏi làm sao để giảm một tỷ lệ đáo văn Em cũng là giảng viên chưa dành tiktok nên không biết cách đăng ký bio. Thầy có share tài liệu có phí không ạ? À, các bạn thông cảm nhé. Mình các tài liệu ấy đi theo khóa học của mình thì thì nó sẽ là miễn phí cho các bạn học viên. Như mình vừa nói rồi là một cái khóa học của mình ấy nó dành cho tất cả các bạn sinh viên, cho nên là mình không đánh vào cái lợi nhuận đâu. Các bạn thử xem bây giờ một cái một một cái tín chỉ bạn học ở trên trường rẻ nhất bây giờ cũng phải gần 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 4 đúng không? Gần 4 đúng không ạ? Một tín chỉ ấy. Thì bây giờ cái khoa học này của mình chỉ bằng 1/2 thôi. 1/2 số đấy thôi. Thì cho nên là phổ cập tất cả các bạn sinh viên, mình nghĩ rằng là bạn nên bạn cũng là giáo viên. Thực ra bên mình giáo viên học cực kỳ nhiều, mình phải nói thật như vậy. Tại sao ạ? Bởi vì các cô giáo đang học cấp 3, các cô phải học để làm gì? Để các cô hướng dẫn cho các em cấp 3 đi thi cuộc thi khoa học kỹ thuật ở cái mảng là khoa học hành vi. Đấy cô giáo cấp 3 phải học nhé. Các cô giáo cấp 1, cấp 2 phải học để làm gì các em? Các cô giáo cấp 1, cấp 2 học để các cô làm đề tài. Làm đề tài cấp cơ sở để các cô cũng phấn đấu thành uh, chiến sĩ thi đua hoặc là có công trình. Đó, cho nên các cô giáo cũng học, các cô giáo đại học cũng học, đồng nghiệp cũng học. Các bạn sinh viên thì càng phải học bởi vì các bạn còn làm cái tất cả các dạng bài trên môi trường đại học tất cả đều là đều là dạng luận, đều là dạng nghiên cứu nhé. Ok, các bạn có thể đăng ký ngay thì các bạn sẽ được học ngay luôn tối nay thì còn học trực tiếp với mình thì phải đợi đến giữa tháng 11 vì một tháng mình chỉ mở duy nhất một khóa học với mình thôi và các bạn có học online thì bất cứ học nào cũng được nhá đây đây là một bài đã 43 phần các bạn có thể nhìn thấy những cái màu mà bạn đang bị trùng đây trùng rất là nhiều đúng không và bây giờ làm sao để nó giảm được từ 43 phần trăm này xuống còn dưới 20 để nộp được đấy là một câu chuyện các cái cơ sở trích đạo văn người ta hoàn toàn có thể trích để cho các bạn ra con số này nhưng không ai có thể tư vấn được cho bạn Để bạn giảm Mà người ta lại diện Không lấy tiền của bạn cả Mình nói thật là như vậy Bởi vì nếu mà để mà giảm được ở đây Thì phải cần một cái người vừa am hiểu về khoa học Vừa am hiểu về về khoa học này Vừa am hiểu về Về, về, về quy định của nhà trường vừa am hiểu về phần mềm phải am hiểu ba cái thứ đó ba cái thứ đó thì mới tư vấn được mà bên mình làm cái điều đó free luôn các bạn các bạn nhớ nhé, mình đang check cho khoảng độ hàng nghìn bạn sinh viên Cho nên khi mình nói trong lúc mình nói ở đây Thì có hàng nghìn bạn đã được check rồi Và các bạn có thể đang xem và các bạn ấy có thể mình nói sai Các bạn ấy phản ánh ngay Đúng không ạ? Mình đang nói công khai mà Thế cho nên là mình tư vấn được cho các bạn giảm được tỷ lệ xuống Đúng theo quy định của khoa học Chứ không phải là gian lận, không phải lách luật, không phải là lách cái gì hết Lách mình không làm Bên mình không làm thuê Mình không bao giờ làm thuê cho bạn sinh viên Trừ khi mình làm miễn phí luôn Chứ không làm thuê đố bạn sinh viên nào thuê được mình làm cái điều gì đó nhá Nhưng mình có thể làm miễn phí cho các bạn được chưa nhỉ đây thì bên mình tư vấn miễn phí luôn cho bạn để bạn sửa đây không phải là app em ạ đây không phải là app mà cái app này làm gì phải miễn phí đâu em cái app này thầy phải mua tài khoản á những bạn nào hiểu về tên in đều biết tên in này mình phải mua tài khoản theo năm các bạn nhớ không nhỉ không phải miễn phí trên mạng không có một cái app nào miễn phí mà tốt cả những bạn nào đã từng xem nhiều video mình ra rồi, mình đã review, mình đã review rất nhiều các phần mềm trách đạo văn. Những bạn nào đã xem mình thì cách đây ít nhất một năm, hai năm mình đã ra rồi cơ. Thì không có cái phần mềm nào miễn phí cả. Đấy, thì các bạn nhớ nhé. Nếu mà miễn phí, người ta chỉ cho bạn trích một nghìn từ thôi. Và một bài của chúng ta khoảng độ 100 trang mà bạn trích một nghìn từ, bạn trích bao giờ mới xong? Mà trích người ta trích tổng thể chứ không ai trích từng bài viết một. Đấy, nhá, bạn lưu ý nhé. Đây đây, mình đang chiếu cho bạn sinh viên bạn đã xem thôi chứ còn thì mình tối nay thì mình đang không tư vấn. Bởi vì là mình vừa tư vấn cho các bạn đã xong hết rồi. Rồi bây giờ đi vào tiếp bài của bạn sinh viên này nhé. Thế thì cái phần mở đầu này đang thiếu rất nhiều mục các em ạ. Các bạn sinh viên nhớ cho mình một điều này. Khi mình dạy cho các bạn trong khóa chuyên ninh ấy. Uh, sorry các bạn một chút nhé. Đây, mình cho các bạn xem cái đoạn này. Rồi mình cho các bạn xem là mình dạy cho các bạn làm cái gì đây để mình mở ra ở phần tài liệu đây này nội dung này đâu nhỉ sorry các bạn nhé mình đang còn không biết mình để đâu rồi hôm trước mình mới thay đổi lại hết cái um... Mình mới thay đổi lại hết tên của folder cho nên hôm nay mình chính mình còn không nhớ được hết tên folder của mình gồm cái gì luôn ấy. Thôi được rồi, mình sẽ kích vào đây cho các bạn xem này. Đây. À, mình chiếu cho các bạn xem nhé, ở cái phần phần mở đầu này này. Được chưa nhỉ? Ở phần mở đầu này này. Mình dạy cho các bạn ấy viết từ trang 29 đến trang 39. Mỗi cái phần mở đầu này thôi nó đã chiếm khoảng 10 trang có nghĩa là mình dạy cho các bạn ấy viết 12 mục ở phần mở đầu Ở đây các Đấy. bạn Lê Linh bạn học rồi thì bạn ấy biết Mình dạy cho bạn ấy 12 mục Từ lý do cho đề tài cho đến bố cục của đề tài 12 mục Chứ mình không chỉ dạy cho các bạn vài cái mục lèo tèo này đâu Và mình dạy cho các bạn cách để các bạn hiểu được là các cái mục này Nó có mối liên hệ gì với nhau Chứ những thằng này không phải là đứng riêng, riêng rời đâu các em ạ Thằng này có ảnh hưởng thằng này thằng này, ảnh hưởng thằng này thằng này ảnh hưởng thằng này Thằng này ảnh hưởng đến các thằng này Và ảnh hưởng đến phương pháp tất cả chúng nó đều có ảnh hưởng với nhau thế cho nên là các bạn mà hiểu nó rời rạc ra là không đúng cái tiếp nữa là những cái phần này này nó rất là quan trọng cho nên nếu như giảng viên hoặc là nhà trường bạn yêu cầu em ơi viết năm mục này thôi thì bản thân bạn cũng đều phải làm đủ 12 mục chứ không phải là nhà, nhà trường bảo em làm năm mục thì em làm năm mục đâu không phải đâu em ơi bởi vì nhà trường yêu cầu mình trình bày ra vỏ trình bày ra đề tài năm mục nhưng bản thân mình phải hiểu đủ 12 mục bởi vì mình thiếu một mục là mình chết mình lấy ví dụ nhé trong bài này của bạn bạn đang không trình bày hai thứ mà mình nghĩ là nó quan trọng thứ nhất là câu hỏi nghiên cứu bạn không trình bày thứ hai nữa là bạn không trình bày tổng quan nghiên cứu hai cái điều đó cực kỳ quan trọng mặc dù trong này không yêu cầu các bạn ơi các bạn thả tim nhé với cả các bạn share đi ạ để tiktok nó đề xuất đây là một cái phiên live mình nghĩ là nó có ích cho cộng đồng để người ta phân bổ nhiều hơn thì bởi vì cái câu hỏi nghiên cứu ấy nó giúp cho bạn định hướng biết rằng là mình cần phải trả lời những câu hỏi gì ở trong bài và để trả lời câu hỏi đó mình cần phải tìm thông tin gì tiếp tục thông tin đó lấy ở đâu lấy bằng phương pháp gì thì nó sẽ sinh ra một cái mục là một phương pháp các bạn thấy liên quan nhau chưa cực kỳ liên quan luôn tiếp tục tổng quan thế bây giờ bạn không cần biết người ta đang nghiên cứu cái gì bạn không cần biết người ta nghiên cứu cái vấn đề này đến đâu rồi thì làm sao bạn thừa hưởng được cái mô hình của người ta làm sao bạn thừa hưởng được cái lý thuyết của người ta làm sao bạn biết được cái phương pháp người ta đang sử dụng như thế nào để mình học theo người ta bạn không biết trên trời dưới đất có cái gì hết mà bạn cứ một mình bạn đi thẳng cái đường của bạn thì đấy không phải là cái nguyên tắc của nghiên cứu. Mà nghiên cứu ấy là cái sự kế thừa. Mỗi một đề tài của chúng ta chỉ hơn, không phải hơn đâu, đôi khi chúng ta làm lại thôi. Các nghiên cứu đã có trước. Hoặc là chúng ta chỉ làm mới thêm một chút ở góc độ là cái phạm vi hay là cái gì đó thôi là đã là tốt rồi. Mỗi người chỉ tiến triển một chút thôi thì đấy là cái bản chất của nghiên cứu chứ không phải là chúng ta là đi một mình một kiểu. Thế cho nên bạn mà không tổng quan nghiên cứu là bạn đang đi một mình một kiểu. Mà bài của bạn chắc chắn là không giống ai luôn ấy. Và bạn không có cơ sở cho những lập luận của mình Vậy là đề tài của bạn nó không có tính khoa học Và người ta có thể sẽ vùi dập đề tài của mình Tất nhiên mình đã nói góc độ các bạn sinh viên thôi Còn những cái nhà nghiên cứu cơ bản ấy, Người ta sẽ thể hoàn toàn nghĩ ra cái mới Mà trước ai chưa ai đi là chuyện bình thường Nhưng mà ít nhất người ta cũng cần phải biết được là Những người nghiên cứu trước đã làm cái gì Đó nhá Vậy là phần đặt vấn đề là bạn làm rõ thêm cho mình nhá Tiếp tục là mấy cái gạch đầu dòng này sửa hết đi chứ mình thực sự mình nhìn này mình thấy nó ngứa mắt quá. Được cái xanh xanh đỏ đỏ. Các bạn sinh viên ấy mà do mình hướng dẫn thì bao giờ khi mà gửi bài cho mình cũng cần phải chuẩn chỉ về mặt hình thức chứ không phải chỉ một câu chuyện một nội dung đâu. Nhưng mà rất nhiều bạn sinh viên rồi, thầy ơi thầy thầy đừng nhìn vào hình thức, thầy tập trung nội dung cho em cái. Và thôi nó thật với em ấy, cái hình thức của em còn chưa ổn ấy thì cái nội dung đừng có nói. Thầy mình nói thật đấy. Nhận giảng viên nhận một cái bài của sinh viên mà nó hơi xấu ấy thậm chí nó rất xấu ấy thì cái, giảng viên người ta cũng cảm thấy rằng người ta không được tôn trọng người ta cảm thấy bạn này nó hơi úi sùi và như vậy thì thật sự là người ta không có cảm hứng để nhận xét bài đấy mà cái nội dung mà chúng ta chỉn chu chúng ta chuẩn chỉnh thì tự khắc nội dung bên trong các bạn cũng cần phải chuẩn chỉnh ok nhé các bạn có thể follow kênh tiktok này nhé bạn nhớ cho mình là phiên live của mình ấy đã bắt đầu vào tối thứ hai tư và 6 một tuần mình chỉ có đúng 3 tối thôi và mỗi tối mình chỉ có đúng một tiếng rưỡi không hơn không kém đúng 10 giờ là mình sẽ tự tắt live bởi vì là mình lại phải có công việc khác giảng dạy mà chứ đâu có thể là có thời gian live với chúng ta xuyên ngày xuyên đêm được cho nên là chúng ta cũng 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 thông cảm nhé tiếp này vào phần nội dung đây phần 1 nào đặt vấn đề phần nội dung phần nội dung bạn đang trình bày ba cái mục này thì thực sự là mình đang không được ưng cho lắm ờ, à, khóa học mấy buổi ạ à, khóa học chuyên ninh của các bạn ấy chỉ có diễn ra trong vòng 3 buổi tối thôi 3 buổi tối thôi và do mình trực tiếp mình giảng dạy nhé trực tiếp mình giảng dạy và sau đó sau khóa học thì các bạn sẽ được xem lại các record bất cứ khi nào bất cứ ở đâu nhé nó đã có sẵn rồi mình up lên cho các bạn và đặc biệt là các bạn có thể là inbox với mình trong quá trình bạn học bạn làm bạn gặp vấn đề gì đó bạn inbox để được support chứ không đơn giản là học xong rồi thầy trò chúng ta chào nhé không chào và học xong rồi tất cả các bạn học viên của mình sẽ được vào một cái nhóm cái nhóm đấy hiện nay lên đến hàng nghìn người rồi thực sự là mình đang không biết làm sao để mở rộng cái nhóm ra được để cho các bạn ấy bởi vì một nghìn người là full rồi mà các bạn biết một nghìn người đấy các bạn đến từ hàng trăm trường đại học khác nhau các bạn có thể share được tài liệu cho nhau ví dụ như bạn một bạn đang học trường kinh tế và chúng ta vô tình chúng ta tìm được một cái tài liệu trên của một bạn sinh viện của của cái website của trường luật bởi vì các bạn không thể tải ở đâu bởi vì các bạn không có tài khoản nhưng mà học viên của mình ở trong nhóm đó gần như hết tất cả các trường thì chúng ta lại nhờ một bạn nào đó trường luật các bạn tải giúp mình hiện nay mình đang học trường kinh tế thì hôm nào các bạn nào tìm được tài liệu trên trường kinh tế thì mình sẽ giúp các bạn đấy mình đang tạo ra một cái cộng đồng như vậy ạ thì các bạn sẽ được thêm những lợi ích như vậy. À, trường ngoại ngữ đại học ngoại ngữ thì nó sẽ là thư viện chung của đại học quốc gia hà nội đúng không? Nó sẽ là thư viện chung của đại học quốc gia hà nội. Thì bản thân mình cũng có luôn, bởi vì mình cũng đang là thỉnh giảng cho đại học quốc gia hà nội. Cụ thể là trường khoa học xã hội nhân văn và sinh viên của mình với trường ngoại ngữ cũng rất là nhiều, rất là nhiều. Mình đến thời điểm này mình thấy là hình như không một suất trường nào đâu. Thật sự những cái trường nổi tiếng các bạn có thể kể ra thì mình nghĩ rằng nó có hết của sinh viên của mình hết bởi vì cái 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 cái, cái talk show gần đây nhất mình tổ chức vào hồi tháng 7 mình tổ chức hồi tháng 7 talk show thì đã có sinh viên của hơn 60 trường sinh viên của 59 trường đại học tham dự rồi thì bạn biết là cái độ phủ nó cũng rất là nhiều đúng không Ở cái diễn đàn trao đổi bài viết khoa học thì thực ra là các bạn sinh viên đấy thì các bạn tham gia các diễn đàn tổ chức khoa học cũng không 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 nhiều đâu chỉ có một số những cái bạn sinh viên mà ưu tú Ờ, hồi tháng 3 vừa rồi mình tổ chức một cái hội một một cái talk show có sinh viên uh, tham gia nghiên cứu khoa học gọi là kiệt xuất ấy, của một số trường như bách khoa hay là um, cái gì nữa nhỉ cũng có một bạn sinh viên văn lang một bạn sinh viên uh, trường gì trong thành phố hồ chí minh hai bạn trong thành phố hồ chí minh một bạn học viện hành chính hai bạn học viện hành chính một bạn tại trường đại học busan của hàn quốc thì đấy là những bạn mà các bạn mới tham gia nghiên cứu nhiều thôi và Educa ấy, cái Educa mà vừa rồi có một bạn mình hỏi Educa ấy, thì bạn đấy cũng tham gia Educa luôn thương mại thì có dạy không ạ Ở thương mại thì um, các bạn học viên của mình cũng nhiều ạ có luôn nhá có luôn ạ chính là cái bài hôm vừa rồi mình nhận xét hôm thứ sáu vừa à, thứ tư vừa rồi có một bạn của học à, của bên đại học thương mại rồi và chính em mình em trai mình đọc thương mại bạn ấy cũng là học viên của mình luôn chứ còn ai nữa đại học công thương thì mình chưa thấy bạn nào Ok, bây giờ chúng ta tiếp tục nhé. Um, à... trùng lắp của các trường á. Thực ra thì mình thấy là những cái trường sinh viên trường tốt đầu hoặc là các bạn sinh viên trong Nam thì các bạn học nhiều hơn. Tốt đầu thì thông thường các bạn đấy rất quan tâm đến nghiên cứu khoa học. Bởi vì những trường tốt đầu ấy, các bạn sinh viên hầu hết là phải tham gia. Đặc biệt là các cái ngành mà chất lượng cao ấy, gần như 100% phải tham gia. Em không tham gia, em không được ra trường. Đấy, một số trường yêu cầu như vậy đó. Tiếp tục nhé, phần nội dung này công nghiệp có em nhé. Công nghiệp có đấy. À, vừa rồi có một bạn đang học tại khoa quản trị văn phòng của Đại học Công nghiệp luôn. Ở đây các bạn nhớ cho mình nhé. Cái chương 1 là chương gọi là chương cơ sở lý luận. Nhưng mà chúng ta cần phải xác định rõ là trong chương này chúng ta viết cái gì. Chứ chúng ta đừng đặt tên mỗi chương là chương cơ sở lý luận em nhé. À, chương này cũng vậy này. Các bạn nhà mình lưu ý này. Chúng ta không nên đặt các cái tên chương lơ lửng nhảy đâu. Như là thực trạng, như là lý luận. Thực trạng cái gì ta? Lý luận gì ta? Sao mà chúng ta không nên đặt cái chương gọi là chương nguyên nhân của vấn đề. Nguyên nhân ý, nó chỉ là một cái nội dung trong cái phần đánh giá là có ưu điểm, hạn chế về nguyên nhân, nhưng mà nó là cái phần nhỏ của cái phần thực trạng thôi. Các bạn hiểu không nhỉ? Chứ chúng ta không nên đặt nó là một chương em ạ. Nhá. Các bạn biết tại sao mà bạn này bạn đang làm như này không? Bởi vì các bạn nhìn kỹ nhá. Các em nhìn kỹ này. Trong nguyên nhân, bạn ấy có một cái mục là cơ sở lý luận, thực trạng, nguyên nhân lại có chủ quan khách quan. À, tiếp tục lại có chương 3. Tác động tích cực, tiêu cực. <laughs> giải pháp <laughs> bản thân, đại học, gia đình. Các bạn nghĩ mà xem. Tất cả các mục này đều có thể ngồi khoanh chân nghĩ được. Các em thấy đúng không? Tất cả các mục này đều ngồi khoanh chân và nghĩ được và tưởng tượng ra được. Bởi vì trong nguyên nhân thì có chủ quan khách quan trong tác động để có tích cực tiêu cực trong giải pháp để có mấy đối tượng này có nghĩa là bạn này bạn đang ngồi và bạn ấy tưởng tượng chứ còn cái bố cục này không phải là một sản phẩm của quá trình tổng quan nghiên cứu chưa có sự tham khảo các đề tài trước đâu chưa có gì hết đâu thế cho nên nó mới có những thứ chung chung này thôi cho nên cái bố cục này thực ra nó đang chưa có một cái giá trị nào hết chưa có một cái giá trị nào của tư duy ở đây hết chỉ đang ngồi tưởng tượng chưa có suy luận logic nào bởi vì chưa có câu hỏi nghiên cứu luôn thì làm sao biết bạn trả lời cái gì mục nào ở đây thì cho nên mà đặc biệt là giải pháp cũng chẳng có ai gọi là giải pháp cho bản thân giải pháp cho gia đình giải pháp cho đại học cả mà đây người ta gọi là kiến nghị kiến nghị cho các đối tượng à, có khóa nghiên cứu khoa học không ạ ấy thì mình vừa nói rồi thì bên mình có các khóa từ cơ bản cho đến chuyên sâu chuyên sâu thì đơn giản như lúc sáng nay thì có một bạn trường Kinh tế quốc dân sinh viên năm nhất bạn ấy cũng có hỏi thì các bạn sinh viên các bạn sinh viên trường kinh tế những cái trường tốt đầu ấy, các bạn ấy rất có ý thức trong câu chuyện làm nghiên cứu khoa học bởi vì họ còn có cả sân chơi nghiên cứu khoa học riêng ví dụ như kinh tế quốc dân các bạn thấy vừa rồi họ có một tổ chức một cái một cái 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 cái, cái sân chơi nghiên cứu khoa học cho các bạn sinh viên trường kinh tế cả nước luôn đấy rất là oai rất là rộng rộng đúng không rất là lớn và họ đứng ra họ tổ chức họ có cả câu lạc bộ về nghiên cứu khoa học và mình có được mời làm đại sứ truyền thông cho cái chương trình đó thì mình mới biết thì rõ ràng họ rất là đầu tư cho nghiên cứu các em ạ Đồ nhá, thế thì cái bài bài này hiện nay thì bạn ấy chưa có nhiều giá trị đâu em ạ. Cái bố cục này của em chưa có gì hết nhá. Ừ, uhm, Educa thì mình thấy các bạn sinh viên tham gia cũng nhiều, cả giảng viên tham gia nghiên cứu. Ví dụ như bên mình có một cái chuyên gia cũng tham gia Educa, một phó giáo sư bên mình. Thầy phó giáo sư này cực kỳ giỏi, thầy sẽ xử lý. Cái điểm mạnh nhất của thầy là cái gì các em biết không? Đó là thầy am hiểu hầu hết các cái mô hình nghiên cứu luôn. Các kiểm định. Các kiểm định các kiểm định luôn hoặc là người ta có thể giải thích được về mặt toán học ấy các cái kiểm định luôn đấy bởi vì thông thường của chúng ta thường là gì ví dụ như các cái kiểm định hoặc là các cái lý thuyết đúng không chúng ta sử dụng các cái kiểm định uh, để chúng ta um, nghiên cứu ví dụ các bạn hay sử dụng là uh, hồi quy đúng không hoặc là các bạn sử dụng là nhân tố nhân tố khám phá này kia ngựa các thầy cô giáo cái thầy giáo đó thầy còn hiểu nó ở khắp độ toán học là tại sao lại phải sử dụng nó có các dạng gì đó kiểu như vậy luôn đấy mà thấy là phó giáo sư Hiện nay chắc thầy cũng phải tầm là reviewer của tầm 3 4 tạp chí hoặc quốc tế và thầy cũng có hàng 3 bốn chục công bố quốc tế rồi và chủ nhiệm các đề tài nghiên cứu và thầy cũng tham gia Educa bởi vì hôm vừa rồi thầy có ngồi với các thầy đó thì có nghe thầy nhắc đến thì thầy thấy là hình như là thầy có tham gia đấy và thầy đang phụ trách cái mảng mà tất cả về mô hình tất cả về dữ liệu cũng như là em đang làm bất cứ một dạng đề tài gì đúng không ạ em cần xử lý dữ liệu hoặc lại thậm chí em còn không đi thể đi khảo sát được về cái đối tượng đó thầy có thể tham gia khảo sát được hoặc thầy có thể chỉnh được cái bộ dữ liệu cho em chỉnh ở đây không phải là làm 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 sai bịa ra mà người ta chỉnh làm sao đấy từ cái bảng hỏi từ cái hướng dẫn em để em triển khai khảo sát được đúng cái dữ liệu và sử dụng các mô hình gì cho nó phù hợp hoặc là người ta kiểm định mô hình hướng dẫn em kiểm định mô hình luôn nói chung là cực kỳ giỏi trong lĩnh vực dữ liệu trong lĩnh vực dữ liệu nhé còn công bố quốc tế thì bên thầy lại có một người khác viết bởi vì cái thầy kia thầy cao cấp quá thầy còn không đi dạy cơ các bạn tưởng tượng như thầy không muốn bỏ thời gian ra để dạy luôn ấy, bởi vì thấy thấy mất thời gian kiểu như vậy còn bên thầy sẽ có một phó giáo sư khác chuyên về giảng dạy về các cái 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 cái, cái nghiên cứu khoa học cho chúng ta ở các đề tài ừ. à, cái tài liệu tham khảo thì của công văn bộ giáo dục đào tạo thì chọn gì công văn bộ hỏi em nhỉ đây nhá nhân tiện bạn sinh viên bạn hỏi thì thầy xin chia sẻ với các bạn nhá mục tiêu nghiên cứu làm sao ạ? Mục tiêu nghiên cứu của em, ở ừ, em các em hỏi tất cả những cái câu này nó đều liên quan đến đến chuyên môn thì nó cũng không không có gì là khó cả. Thầy sẽ trả lời từ từ. Một bạn bạn hỏi rằng là bây giờ mà công văn của bộ ấy, đúng không ạ? Công văn bộ giáo dục thì có thể được xếp vào cái nhóm là nhóm văn bản quy phạm pháp luật đi. Có thể là đấy không phải là văn bản quy phạm pháp luật nhưng mà đấy có thể là văn bản của cơ quan nhà nước. Thì đối với references ở đây này thì các bạn có thể sử dụng cái gì ạ? Cái form là miscellaneous, miscellaneous đây này miscellaneous. Bởi vì đấy là cái nhóm khác, bởi vì nó không nằm trong các nhóm trên này, vẫn trích bình thường. Thầy vừa mới ra cái video xong. Các em vào kênh TikTok này nhé Các bạn vào kênh TikTok này lùi lại cho thầy một chút khoảng độ ngày hôm qua hôm kia, ngày kia đi. Cách đây khoảng độ 3 video thì chính là video thầy hướng dẫn đối với văn bản quy phạm pháp luật. Các em xem luôn cho thầy nhé Còn đối với phần mềm mà thầy đang sử dụng ấy. Đây này, cho các bạn xem nhé Đối với phần mềm mà thầy đang sử dụng thì nó là cái dạng này này Sorry Đây này, SPSS này dữ liệu đây này Nhưng mà thầy thì không phải là mạnh về mảng dữ liệu Thầy sẽ là cái người mà kết nối những cái bạn mà có nhu cầu giảng về dữ liệu đối với các chuyên gia thôi Chứ còn gì. thầy cũng nghiên cứu định lượng nhưng mà không phải giỏi được các chuyên gia đâu Các thầy toàn giáo sư rồi chứ mình có phải giáo sư đâu đây này, đối với các cái văn bản đó thì các em uh, tham khảo cái này nhé. Đây này, nhìn nhé, nhìn đây này. Nó là văn bản này, ví dụ là government document hoặc là cái legal legal rule or regulation. Cái này là một này, cái này là một này. Đấy bạn có thể lựa chọn cái này. Thông thường mình hay chọn là government document. Đó, cái style này nhé, style tài liệu này, nhập thông tin vào đây. Trích dẫn như bình thường. Đó, ok chưa? Uh, cấp 3 em không giỏi môn khoa học thì có viết được không? Chắc chắn là bây giờ là em không thể viết được đâu. <laughs> Bởi vì thầy nhớ như y là khi mà thầy học đại học ấy, thầy có phải sửa nhiều. Thầy là tham gia nghiên cứu khoa học sinh viên mấy năm liền, xong rồi là tham gia khóa luận tốt nghiệp. Đấy thì qua quá trình rèn luyện rèn luyện xong mình cũng có gần 10 năm hướng dẫn sinh viên thì mình mới có kinh nghiệm viết em ạ. Thì nhưng mà không sao. Ở trong cái khóa học này thì thầy đã dạy cho các bạn cách viết văn phong khoa học rồi. Đây này, các bạn nhìn đây này sorry bạn đây này đây em sẽ được học ở đây nhá yeah. và sau đó khi em viết bài thầy sẽ đọc bài của em thầy sẽ chỉ ra cho em đâu là văn phòng khoa học đâu là cái phần mà em đang dùng văn nói để em sửa thế thì thông qua những lần như vậy em mới cải tiến được chứ còn bảo là em ơi học xong một cái em viết được luôn thì thầy chịu bởi vì cái đó nó là gọi là kỹ năng viết đúng không ạ kỹ năng viết mà kỹ năng chỉ có cách là trải qua rèn luyện giống như bạn nào học tiếng anh rồi thì biết đúng không ạ? Làm sao mà tự nhiên mà chúng ta giỏi tiếng Anh được? Phải, phải 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 thực hành suốt ngày thì đó mới có kỹ năng cho em. Làm sao để tải Enot? Những bạn nào mà là học viên của mình ấy, thì mình đã gửi sẵn đường link và video hướng dẫn cài. Làm sao để chọn được một tạp chí vừa sức? ờ một tạp chí vừa sức đúng không? thì thực ra ấy, như bản thân mình chẳng hạn thì mình nên như bản thân mình nhá, thì mình hay chọn các cái tạp chí của các trường đại học trước. Mình hãy chọn các tạp chí của các trường đại học trước. Miễn sao nó có cái chủ đề của mình là được. Ví dụ mình viết về chủ đề giáo dục thì có những trường đại học, người ta có các cái tạp chí khoa học cũng có chỉ số khoa học ISN của trong nước mình. Nhưng mà người ta cũng có lĩnh vực giáo dục thì mình viết cho các tạp chí đấy trước. Nhưng mà trước khi viết cho các tạp chí đó thì mình viết cho các hội thảo khoa học trước. Mình viết hội thảo khoa học trong uh, của khoa, mình viết hội thảo khoa học của trường. Xong rồi mình viết hội thảo khoa học uh, của quốc gia xong rồi mình viết đại học uh, hội thảo khoa quốc tế thì đến hiện nay thì mình cũng đã viết được mấy bài cho mấy hội thảo khoa quốc tế rồi hoặc là mấy um, hội thảo khoa quốc gia còn đầu tiên là mình viết cho tập san trước tập san là những cái tạp chí nhưng mà nó không có chỉ số nó cũng phạm vi nó bé thôi đấy các bạn nên viết những cái thứ nhỏ nhắn đấy trước đi còn năm vừa rồi thì mình bắt đầu có công bố quốc tế đấy là mình thôi mình cũng nhỏ bé thôi mà còn các thầy thầy cô giáo mà đứng sau lưng mình ấy cho các cái team của mình để hướng dẫn dạy các bạn học ấy thì người ta hai thầy cô tôi cộng lại người ta đã có hàng trăm công bố quốc tế rồi thì như vậy mới giúp được cho các bạn nhiều hơn còn mình chỉ giúp cho các bạn sinh viên vừa vừa thôi còn họ sẽ giúp được cho những người tiến sĩ thạc sĩ thì có nghĩa là ở phân khúc nào mình sẽ có các giảng viên ở phân khúc đó cho em các bạn không lo nhé thầy có chuyên về gì đây gì đây ok thầy ơi nghiên cứu ứng dụng doanh nghiệp không có mô hình nghiên cứu thì tính mẫu như thế nào, không có mô hình thì tính mẫu như thế nào, không có mô hình thì như thế nào. đặt vấn đề. rồi bây giờ chúng ta đi tiếp vào nội dung của bạn này nhé. ở trong nội dung của bạn này thì hiện nay bạn đang mắc về cái lỗi nó căn chỉnh nó kinh khủng quá. ở đây bạn ấy có có tí thôi, ít của em ạ cái căn chỉnh cái bộ căn chỉnh mẫu ấy, có một cái bài nghiên cứu này ấy, nó sẽ phải là gì lề bên trái là 3 đến 3.5 Lề bên phải là từ 1.5 đến 2 nhé Bạn đang để rộng quá em ạ Bạn đang để mấy đây 4 5 liền Các cái dấu câu đánh còn sai này Đấy dấu câu đánh lung tung nhưng mà Đấy đến cái Các bạn nhớ nhé đến cái dấu câu chúng ta phải học nhé Từ nãy đến giờ mình thấy dấu câu đánh toàn sai đấy, Chả có nào đúng hết nên viết chữ nhé, không đánh số ở đây nhé. thầy ơi đăng ký học thầy thì sau làm khóa tốt nghiệp có được gợi ý đề tài không? À, bạn yên tâm là ở <laughs> ờ, bạn yên tâm là ngay cái nội dung đầu tiên bạn học trong khóa chuyên ninh của mình nội dung đầu tiên luôn nội dung đó là hướng dẫn sinh viên tìm kiếm và đặt tên đề tài cho nên em học rồi thì em không phải lo tự bản thân em tìm được còn sau khi tìm xong em cảm thấy lăn tăn với một số tên Thì em có thể gửi qua Thì mình sẽ có thêm một số gợi ý Một số câu hỏi cho em Ví dụ thầy sẽ hỏi em một câu thôi là Mục tiêu nghiên cứu của em là gì Nếu em trả lời được mục tiêu nghiên cứu dành giọt xong Thì thầy sẽ hỏi ngược lại em Là với cái mục tiêu như vậy Thì em nhìn xem Em nhìn xem cái tên có phù hợp chưa Đấy, bởi vì cái nghiên cứu của chúng ta các em ạ, cái tên ấy nó phải phù hợp với cái mục tiêu nhé mình vừa nghiên cứu cái nghiên cứu cơ sở xong rồi nghiệm thu xong, vâng ạ. chúc mừng anh, bởi vì cái nghiên cứu cơ sở ấy, đối với các thầy cô thì nó rất là quan trọng. ví dụ như năm nay mình cũng đăng ký làm một cái cơ sở, mình làm chung với một thầy. bởi vì cái nghiên cứu cơ sở thì sau này nó làm tiền đề cho các thầy cô được xét này xét kia, đấy xét này xét kia. và nhiều người thì người ta cũng thông qua các đề tài người ta cũng kiếm được tiền đấy. quên là người ta làm đề tài thôi, người ta được nghiệm thu thôi, người ta cũng có tiền rồi. ví dụ thế. Rồi các bạn lưu ý nhé, ở đây ấy thì dấu má đánh cho nó cẩn thận vào sai hết rồi và cái điều đặc biệt nữa là mình nhìn qua từ trên xuống dưới, ấy, mình thấy em thứ nhất là văn nói thì cũng có rồi này và đặc biệt nữa là các cái phần trăm này này của em ấy nó không có cơ sở, nó không có căn cứ khoa học nào hết, em không có trích dẫn. Thế thì hôm vừa rồi mình có dạy cho các bạn rồi viết cái phần này này lý do tại vì dài này, thì chúng ta phải viết thành năm ý, dạy rất nhiều lần rồi đầu tiên là bối cảnh của vấn đề bạn phải trình đề về bối cảnh ra đây này lấy ví dụ luôn nhé nói có sách máy có chứng nhá đây ví dụ đây thầy viết đây là bạn sinh viên do mình hướng dẫn được 9,3 điểm bây giờ mình sẽ lấy ví dụ cho bạn nhé đây là một cái phần mà bạn ấy đặt vấn đề xin lỗi lý do chọn đề tài thì bạn ấy có gì ạ bạn ấy có cái phần gọi là tổng quan nghiên cứu thì bạn ấy có các cái trích dẫn khoa học các trích dẫn khoa học nhé được chưa và bạn ấy sẽ đi tổng quan quốc tế hay đến một tổng quan Việt Nam và nhớ là các cái số liệu của chúng ta, cách nhận định của chúng ta Câu đầu tiên nó sẽ là câu luận điểm Sau đó là các cái support của nó Ví dụ các cái phần phân tích và các cái trích dẫn Đây này, một trích dẫn này, hai trích dẫn này Đó, và sau đó là phao cần tuy nhiên này nó có thể là khoảng trống tri thức này Và nó sẽ liên quan đến câu chuyện này, tầm quan trọng của vấn đề Và sau đó nó mới là cái gì ạ? Chốt lại lý do trên Giống như ở cái mục tiêu Vậy là set up với 5 ý Viết được cái phần lý do trên đề tài Chứ không phải chúng ta viết khơi khơi vài chữ này đâu. Nhá. Một điều đặc biệt nữa là các em bỏ hết tab đi nhá. Bỏ hết tab đi. Đặc biệt nữa là các em phải cài đặt là các em bỏ hết cái phần thụt đầu dòng tự động đi. Nó là auto, auto gì nhỉ? Tự nhiên quên tên nó là, um, cái number list, uh, auto number list. Nó nghĩa là tự động đánh số. Nó còn cái gì nữa? Cơ? Uh, auto uh, bullet à, đúng không? auto bullet list gì đó, gọi là tự động đánh số, tự động đánh dấu, đánh đánh dấu đầu dòng của chúng ta, bỏ hết đi. Bởi vì nó sẽ khiến cho chúng ta xuất hiện những cái khoảng trắng trắng này này. Bỏ đi không cần thiết đâu nhá. Rồi, mục tiêu nghiên cứu, đây này. Xác định được sự ảnh hưởng phải tác động của việc làm thêm đến sinh viên đại học từ đó đề xuất những giải pháp. Rồi, cái này thì nó cũng mông lung như là cái tên của nó thôi. Không bị ảnh hưởng gì, ảnh hưởng đến vấn đề gì của sinh viên từ đó đề xuất giải pháp đến sinh viên. <laughs> Tại sao là giải pháp đến sinh viên? Không, chúng ta là giải pháp cho cái việc gì đó, cho cái vấn đề gì đó, chứ không phải giải pháp đến sinh viên nhá. Cái mục tiêu nghiên cứu này phải viết lại. Từ giúp sinh viên vừa đi làm vừa có thể cải thiện kết quả học tập. Vậy là em chỉ muốn nhắc đến kết quả học tập thôi. Nếu như vậy thì thầy khuyên em nên xác định lại đối tượng đi là mối quan hệ giữa hoặc là ảnh các yếu tố ảnh hưởng à hay gì đó đến kết quả tập thôi nói chung chung như vậy à nói nói cụ thể như vậy đừng chung chung nữa nhé có được thầy dạy trực tiếp không có em nhé bởi vì các khóa chuyên ninh ấy, thì đều là do mình dạy trực tiếp các khóa chuyên sâu thì lại do một thầy khác dạy thầy một cái chuyên gia định lượng bên mình dạy còn cái khóa mà dạy viết báo tạp chí khoa học trong nước và quốc tế thì sẽ do một chuyên gia công bố dạy và những bạn nào đang có nhu cầu về số liệu, về mô hình Nói chung là uh, có định tính chứ bạn Nếu mà định tính thì bạn chỉ cần học khóa chuyên ninh là được rồi Còn cái khóa chuyên sâu thì thầy cô sẽ dạy về định lượng Định lượng nó sẽ phức tạp hơn bởi vì nó có phần mềm, nó có bảng hỏi Mà riêng cái phần bảng hỏi thôi đã đau đầu rồi Riêng phần bảng hỏi thôi đã đau đầu rồi Còn về phần số liệu nữa Bởi vì cái số liệu đó là linh hồn của cái bài viết thì cái chuyên gia bên mình có thể xử lý được dữ liệu đặc biệt là những đề tài kiểu định lớn kiểu đề tài cấp quốc gia đề tài uh, cấp bộ rồi uh, các cái luận án tiến sĩ số liệu ấy thì bạn nên làm việc với chuyên gia bên mình thì người ta sẽ support bạn trong quá trình bạn làm dữ liệu thì đến lúc mà dữ liệu xong xuôi rồi thì bạn chỉ việc viết thôi rất là ngon lành đấy uh, thì rất là ok nhá thường thì ngành ngôn ngữ làm đề tài hay à, định tính hay định lượng bây giờ các bạn ấy có thể làm cả hai trong một đề tài có cả định tính và định lượng được em nhé. Ở nhiệm vụ nghiên cứu hệ thống cơ sở lý luận liên quan đến việc làm sinh viên, ảnh hưởng của việc làm đến cái thực trạng việc làm việc đi làm thêm hiện nay. Rồi thực ra thì mình nghĩ rằng là đây các nội dung này nó chưa phù hợp lắm đâu, bởi vì đề tài của em ấy không chỉ nghiên cứu đến thực trạng đi làm thêm mà nó nghiên cứu cái mối quan hệ giữa đi làm thêm với kết quả tập. Đấy ừ. ờ, Các bạn muốn đăng ký khóa nào Thì bạn có thể đăng ký trên đường link bio Trên kênh tiktok này Bạn có thể liên hệ với mình Để nói nhu cầu của bạn Thì mình sẽ support cho bạn với cái nhu cầu đó Thì cái khóa chuyên sâu bên mình vừa mới kết thúc xong Cuối tháng 10 vừa rồi xong Và khóa đấy cũng khá là, là là, 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 ok Khá là đông Chủ yếu là các cái bạn mà đang làm tiến sĩ Và đang làm thạc sĩ và càng đang, đang học các trường kinh tế là nhiều thôi. Còn các bạn sinh viên mà kiểu năm nhất thì ít, bởi vì sinh viên năm nhất thì nên học quá chuyên ninh chứ không nên học quá chuyên sâu, bởi vì cơ bản còn chưa nắm được một cái bài viết, một cái bài luận tốt nghiệp đơn giản còn không viết được thì chúng ta chưa nghiên cứu định định chuyên sâu làm gì vội nhé Đối tượng nghiên cứu ảnh hưởng tác động. Ok phần chạy dữ liệu bên mình cũng có support nhé thậm chí bên mình có luôn một cái khóa nghiên cứu định lượng và cái khóa đó thì hướng dẫn chạy FPS luôn. Chứ còn mình thì mình sẽ không hướng dẫn qua đây được bởi vì cái đó là cái thứ nó mất rất nhiều thời gian, đặc biệt là nó phải cần một cái dữ liệu đầu vào như thế nào. Chứ đâu phải nói là chạy là chạy được. Thế cho nên là nó mất nhiều thời gian lắm. Thế cho nên là bên mình có nguyên cả một cái khóa dạy luôn, chứ không 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 chỉ nói sơ sơ được. Không chỉ nói sơ sơ được. Bởi vì nó còn rất nhiều chỉ số. Các cái chỉ số đó để cho bạn hiểu là tại sao nó phải ở nằm trong khoảng đó thôi, đã mất nhiều thời gian rồi. Rồi thì theo lý thuyết của ông nào Nó rất là nhiều thứ Để ra được bảng hỏi Xong từ bảng hỏi tốt mà để ra được dữ liệu Từ dữ liệu tốt mà ra được Kiểm định thì nó là một quá trình em ạ Cho nên là em chưa biết Thì em có thể học quá chuyên sâu nhé Bạn năm 3 ấy Thì bạn chỉ nên đăng ký khóa chuyên ninh thôi Kể cả năm 4 Bất cứ năm nào kể cả anh chị là thạc sĩ tiến sĩ Kể cả tiến sĩ luôn Mà các anh chị vẫn còn đang hỏng Về cái kiến thức nghiên cứu khoa học cơ bản Vẫn nên học quá chuyên ninh trước nhá năm nhất thì nên học luôn em ạ bởi vì sao năm nhất thì đã phải làm bài tiểu luận rồi còn đâu nữa người ta đâu có tha năm nhất đâu mà năm nhất học luôn đi để còn làm các bài nghiên cứu khoa học và sau này các bạn vẫn được sử dụng mà đâu có phải là học phải phải đăng ký học lại đâu rồi về phần phương pháp nghiên cứu nhé anh thư ở đây những bạn nào đã học rồi thì bạn comment hộ mình bạn anh thư nhé bạn anh đăng thư đang hỏi là bao nhiêu phí thì? thì mình không tiện nói bởi vì nó đang trong live ấy. Bạn Nhung này, Nhung Nhung uh, comment cho bạn uh, anh Thư nhé Nhung nhé Rồi về phương pháp nghiên cứu, ấy. phương pháp nghiên cứu thì bạn này bạn nói là phương pháp tài liệu Thực ra các bạn ạ, các bạn đang viết phương pháp nghiên cứu nó khá là sơ sài Mình cho các bạn tham khảo cái bài viết của bạn sinh viên này Bạn này là học viên của mình, mình vừa nói xong nhé Thì bạn ấy viết phương pháp nghiên cứu, chúng ta nhìn này Ít nhất phần phương pháp của bạn nên nó phải viết mấy trang Đây, phương pháp nghiên cứu đây Bắt đầu từ trang số 4 nhé thì trong đó bạn đã trình bày về các cái phương pháp luận Sau đó bạn trình bày về phương pháp thu thập Trong thu thập thì bạn đã chia ra các loại dữ liệu để bạn thu thập Bởi vì ở đây ý, mình đã nói với các bạn rồi Các bạn có thể vào ngay cái video mình vừa mới ra thôi Mình vừa mới ra video lúc khoảng độ um, 8 giờ Trong lúc mình chờ like mình ra một cái video Nói cho các bạn về cái cái cách viết một cái phương pháp nghiên cứu khoa học bởi vì trong phương pháp nghiên cứu khoa học chính là cái cách thức để bạn thu thập được cái thông tin để bạn trả lời cho câu hỏi nghiên cứu thu thập được xong bạn có thể lại sử dụng các phương pháp để bạn phân tích cái dữ liệu đó xử lý dữ liệu đó thế thì bây giờ bạn hoàn toàn làm chủ câu chuyện bạn cần thông tin gì có những thông tin th thứ cấp có những thông tin sơ cấp những thông tin thứ cấp là những thông tin bạn được xử lý rồi kiểu như bây giờ nhé tôi cần có một cái báo cáo tôi cần có một cái hồ sơ để minh chứng cho cái thông tin mà tôi đang cần. Vậy cái thông tin mà trong báo cáo đó là thông tin thứ cấp hay thông tin sơ cấp? Đấy, các bạn thấy chưa? Vậy là phương pháp nào cho tài liệu gì, cho loại tài liệu gì? Sơ cấp là cái thứ mà nó chưa được xử lý hoàn toàn là thô. Thế bây giờ bạn sử bạn, bạn thu thập cái thông tin thô bằng cách nào? Bạn không thể nào sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu cho thông tin thô được. Bây giờ bạn muốn hỏi người ta thì bạn phải hỏi người ta bằng các phương pháp phỏng vấn. Bạn muốn quan sát nó diễn ra như thế nào, bạn sử dụng phương pháp quan sát. Rất nhiều phương pháp. Vậy các bạn thấy chưa? Bạn ấy viết theo từng loại tài liệu một ra các phương pháp khác nhau. Chán chê, mê mỏi. Bắt đầu đến phương pháp xử lý, lại phương pháp tiếp. Bạn nên viết các bạn nhìn này, từ trang số 4. Mẫu, tính mẫu đây này. Đấy các bạn nào vừa hỏi về SPSS đây này. Các bạn thấy không? Các bạn vừa hỏi mình về một, các bạn chỉ cần nói một câu thôi Thầy ơi hướng dẫn em chạy dữ liệu SPSS Thực ra bạn chỉ hỏi mình một câu thôi Nhưng nếu mà để trả lời cho bạn Từng tận, từng ly, từng tí, từng xíu, một Để bạn hiểu Nó là cả một cái quá trình nó dài lắm Đây này, đây chỉ có mỗi cái câu chuyện tính mẫu thôi Đấy, các bạn thấy không Tính mẫu thôi là bao nhiêu mẫu đấy Đấy, là trang này trang bao nhiêu đây Trang này trang 9 Bạn ấy viết từ trang số 4 đến trang số 9 Là về phương pháp nghiên cứu Chứ đâu có phải là chúng ta viết có một tí xíu này còn độ mới dòng đâu em Đây hết rồi Hết Các bạn thấy chưa nhỉ Có nghĩa là mình đang muốn cho các bạn hiểu được bản chất của các mục Và khi các bạn hiểu bản chất rồi Thì tự bản thân bạn là cái người kiểm định được về mặt chất lượng của thông tin Ví dụ hiện nay các bạn nhà mình ý, rất hay kiểu là Thầy ơi cho em xin tài liệu để em tham khảo Nói thật với các bạn Tài liệu đầy nhóc trên gì ạ Trên mạng này nhưng quan trọng là chúng ta cần phải có một cái kỹ năng để đánh giá thông tin. Chứ nếu không thì chúng ta rất dễ vớ vải những cái đề tài nó giống như kiểu đề tài cầu lông ấy, Mà xã hội đang lên án ấy. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là những đề tài mà nó 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 về mặt chất lượng, về mặt khoa học nó đang được, bị nghi ngờ. Nhưng mà sinh viên nhà mình thì không biết mình xài luôn. Thì nó cũng là cái không nên. Thế cho nên cái hôm vừa rồi mình chia sẻ với các bạn sinh viên tại trường đọc Nha Trang ấy và gần đây nhất là chia chia sẻ với các bạn sinh viên trường uh, ussh về cái nghiên cứu khoa học này thì cái nội dung chia sẻ đó là về độ uy tận uh, độ độ tin cậy của tài liệu phân biệt đấy làm sao để biết được đề tài của mình với trùng đề tài của các năm trước không nếu muốn biết trùng hay không ấy, đầu tiên các bạn phải nắm được cái danh sách đề tài nghiên cứu của sinh viên của khoa mình của trường mình trong các năm sau đó là bạn tìm trên website, trên các kênh. Thực ra ở đây này, mình hướng dẫn cho các bạn sinh viên nghiên cứu tìm tài liệu với 7 kênh tài liệu cơ. Nhiều lắm, 7 kênh tài liệu cơ chứ không phải một kênh đâu. Đây này. Đây là mình giúp cho các bạn sinh viên này. Đầu tiên mình sẽ phải dạy cho các bạn sinh viên biết thế nào tài liệu uy tín. Sau là mình đưa các bạn các cách quy trình tìm. Và sau đó mình hướng dẫn cho các bạn cái kênh tìm và kênh tải nhé. Cả kênh tìm và kênh tải tổng cộng là 8 kênh để bạn tìm. Đấy, trong đó có cả những kênh dành cho các cái chuyên ngành như là y học đó thì để các bạn tải nhé rồi tiếp tục đến phần nội dung cơ sở lý luận ở đây thì đầu tiên chúng ta cần tìm hiểu đây là văn nói này em này đấy văn nói nhé chúng ta cần tìm hiểu chúng ta đây là ai tiếp nữa là khái niệm việc làm là gì chúng ta không nên sử dụng các cái câu dấu hỏi ở trong bài viết nhé được chưa? Sinh vậy còn sinh viên là ai? Thật ra là mình đang không chê các bạn đâu, bởi vì sinh viên năm nhất viết là bình thường, mình ngày xưa chắc nó cũng thế. Làm về thực trạng pháp luật về giấy phép đăng ký kinh doanh. Ừ. Hôm vừa rồi mình cũng vừa nhận xét cho một bạn về cái gì nhỉ? Luật gì nhỉ? Luật doanh nghiệp xong. Hôm nay bạn này luật về giấy phép kinh doanh thì cũng thế thôi. Rồi tiểu kết, ở đây thì bạn nên đặt các mục nhá em nên được đặt các mục chứ em không nên viết kiểu này đâu em ạ viết kiểu này thì nó rất là buồn cười này thực trạng cũng vậy nhé nói chung là ở đây em đưa ra các con số nhưng mà em lại em nói rằng là việt nam chung chung nhưng mà em lại đang khảo sát tại trường kỹ thuật y tế hải dương các con số đưa ra thì chưa có nguồn nói chung là em cần đưa ra các mục thôi ở trong giai đoạn này nhé em hãy viết tốt đề cương hãng chứ còn các nội dung bên trong em viết như này thì chết rồi không được đâu nhá thôi thầy chả đọc nữa đây em đã làm xong các chương đâu mà em đã có giải pháp rồi cái giải pháp này của chúng ta nó phải dựa trên cái phần đánh giá chứ đánh giá của em còn chưa có mà em lại đi 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 đề xuất giải pháp ngay này chết nhá không được em nhá bỏ đi nhá bỏ đi bỏ đi nhá không phải đi đây bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích cái danh mục tự tham khảo này để chúng ta biết ngay nó chất lượng hay không thứ nhất là cái này không uy tín nào cái này không uy tín rồi Đúng không Cái này không uy tín rồi Được cái tạp chí công thương này thì Được một tí này Tài liệu xanh.com này thôi rồi, Bỏ đi nhé Làm sao để xem lại Tiểu luận doanh nghiệp thầy nói Thì thực ra ấy, Mình cũng không biết cách đăng lại Nói thật là mình không biết cách đăng lại Các cái Livestream trên TikTok đâu Mình không biết cho nên là mình thường mình tải về xong mình lại đăng trên một cái nền tảng khác kinh tế lượng file uh, wordpress.com thì cái này mình chả biết hình như nó không uy tín lắm đâu thì chỉ duy nhất có mỗi cái này thôi Có đâu các bài khác thì không ok năm nhất đã phải học rồi em ạ các em học năm nhất đi nếu các em cảm thấy là học mà nó, nó cảm thấy nó phí thì các em nói thầy một câu thầy bách lại ngay bởi vì đây này, năm nhất đây là em này. Năm nhất mà bài như thế này thì chẳng lẽ em muốn rằng là năm nhất điểm thấp. Các bạn để ý nhé, mình đã chủ nhiệm rất nhiều lớp rồi. Năm nhất là năm các bạn sinh viên điểm thấp nhất. Bởi vì sao? Vừa từ trên phổ thông xuống. Chơi ngay vào các cái dạng bài như bài này này, bài tiểu luận này này. Không có phương pháp làm bài. Và gần như là các bạn rơi vào trạng thái là làm tự do. Và làm tự do thì mắc rất nhiều các lỗi như thế này. Và điểm không cao. Và cứ như vậy nó kéo hết xuống cho nên thầy nghĩ là đối với sinh năm viên năm nhất đã phải học ngay rồi bởi vì cái việc học của các em ấy nó sẽ được lưu lại cái bài record ở trên cái website em có thể xem lại rất nhiều lần mà không cần phải lo lắng cho nên đăng ký càng sớm càng tốt chứ mất mớ gì đâu đúng rồi một mình em gánh bọn nó còn đỡ đấy em còn gánh được ấy. nếu không cả nhóm buông xuôi thì còn chết cả nhóm thầy đã từng chữa bài cho cả nhóm sinh viên vừa làm tiểu luận vừa làm bài powerpoint trình chiếu không điểm luôn bởi vì cả nhóm nó làm phiêu quá Nó có biết cái gì đâu Đấy Rồi các bạn nhớ nhé Một điều nữa là ở đây các bạn xin sử dụng 100% là tài liệu trên mạng à, Vừa rồi thầy có hướng dẫn các bạn cách làm tài liệu trên mạng xong Thì các bạn xem lại video đó nhé Chứ không ai làm như này đâu Nhá, không ai làm nhảy hết Thầy mới làm dạy cho các bạn cách làm tài liệu trên mạng rồi Nhá, xem lại nhé ok Ở đây thì đây này. Tài liệu trên mạng thì các bạn, <laughs> các bạn có thể tham khảo đây này. Đâu nhỉ? Sorry. Đây này. document đâu nhỉ? webpage này, ok Web cũng được này. Đấy. Xem còn cái gì nữa không? document form website đâu. À đây nó chỉ có web page thôi em ạ. Còn ở trên cái này thì nó sẽ có cái đây. Ở đây ở trên này nó có thêm một cái nữa này. Đây. Nó sẽ có là web page và document form website. Các bạn sử dụng hai cái style này nhé đối với tài liệu trên mạng nhé. Làm sao để lấy tài liệu uy tín? cũng rất hối hận khi không biết thầy sớm ờ à, ok cảm ơn hưng rồi các bạn nên đăng ký sớm hơn thì kể cả những tài liệu uy tín cũng thế làm sao để tải xuống thì uh, thứ nhất thầy đã chia sẻ rồi một là thầy cung cấp thêm cho các bạn một số cái website để các bạn tải được nó bởi vì một số cái bài viết nó yêu cầu mình phải mua đặc biệt là các cái tài liệu quốc tế ngoài ra thì thầy đang có một cái group À, tổng hợp tất cả các bạn sinh viên của thầy trên uh, toàn quốc cũng đến hàng nghìn bạn sinh viên cũng thuộc hàng trăm các trường đại học khác nhau lớn nhỏ thì các bạn vào đó các bạn có thể hỗ trợ nhau về tài liệu ví dụ như một bạn sinh viên đang đang muốn tải hay đang muốn xem một cái tài liệu của trường đại học học viện báo chí tuyên truyền thì bạn vào trong nhóm đó bạn sẽ hỏi và các bạn sẽ giúp đỡ nhau hôm sau thì các bạn khác hỏi thì mình lại giúp cứ giúp chéo nhau như vậy thôi chả sao cả đây chỉ là chia sẻ tài nguyên tài liệu thôi nhá cũng không mất gì hết và đây là những bạn học viên của thầy sẽ được vào cái nhóm như vậy để mọi người chia sẻ với nhau. Đó thì thầy vừa giới thiệu cho em nhé. Đây là tài liệu mà trên mạng nhé. Với hai nhóm này nhé. Đây này, đây này. Đấy. Các bạn cho nhóm nào cũng được. Ok. Bây giờ có một bạn nữa. Bạn này thì bạn đang làm báo cáo thực tập. Bạn đang làm, đang làm báo cáo thực tập. Và thầy cũng có nói là bạn là thầy sẽ xem qua cho bạn đó về mặt nội dung. Đây em học quản trị kinh doanh, chọn chỗ thực tập là công ty gia công, không có sản phẩm cụ thể nên khó chọn đề tài quá. Ờ ừ, em học quản trị kinh doanh thì đúng rồi, không có công, không có sản phẩm mà. Thì không có bộ phận kinh doanh đúng không? Hay là kinh doanh đâu? Công ty nào chẳng là kinh doanh đúng không? Quan trọng là họ kinh doanh cái gì đâu. Rồi, đối với bạn sinh viên này ấy, thì mình chỉ nhìn qua cho bạn này về bố cục thôi ạ. Thứ nhất thì mình đã có nói với các bạn rồi. Nếu như phần mở đầu này giảng viên người ta không nói gì Thì các bạn cứ theo uh, Các bạn cứ theo cái gì nhỉ Cái form với tất cả các nội dung Còn nếu mà giảng viên người ta yêu cầu Chỉ có mấy nục mục này thôi thì chúng ta trình bày vào đây Nhưng mà nhìn vào đây chúng ta thấy là rất thiếu rất là nhiều nhé Thiếu rất là nhiều này Thứ hai nữa là Các bạn không nên show một cấp độ 4 ra Các bạn biết tại sao không ạ Bởi vì nếu như mục cấp độ 4 mà được show hết ra Thì nó khiến cho cái mục lục của bạn nó rất là dài và đặc biệt nữa là nó thiếu sự cân đối bởi vì sao thằng này thì còn có một cấp độ 4 nhưng mà đến thằng dưới này làm gì có đâu các thằng dưới này làm gì có đâu đấy bạn thấy chưa thế cho nên có những cái mục nó dài xua suột, xuột suột. nhưng có những mục lại quá ngắn cho nên chúng ta chỉ nên show một cấp độ 3 thôi đến đây thôi tiếp nữa là các cấp độ mục như đây là tiểu mục mục và tiểu mục thì chúng ta nên định dạng nó khác nhau đi đừng nó giống nhau như này nó rất là xấu em ạ nha rất là xấu nhé <laughs> uhm. tiếp nhé thì ở đây mình có một cái là phân tích tình hình cho vay bạn nói là về tình hình cho vay còn cái nội dung ở trên này đề bài có bạn thì lại là gì ạ có bạn thì lại là về tín dụng cá nhân đây khối khách hàng cá nhân phân tích tín dụng thì ở đây nếu như bạn đã trên đề tài là tướng tín dụng mà trong bài của bạn bạn đang sử dụng là từ tình hình cho vay vậy là chúng ta hiểu là từ tình hình cho vay và từ tín dụng là hai cái thuật ngữ giống nhau về mặt nội hàm đấy bạn học ngành bạn học ngành về khách về 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 ngân hàng bạn thấy nó có giống nhau không nó có trùng nhau không nếu mà nó trùng nhau thì bạn mới được dùng còn nếu không trùng nhau thì bạn không nên dùng ở đây nhé cơ sở pháp lý quy định hoạt động vốn sản phẩm cho vay đây các cái nội dung này của bạn nó cũng sẽ phải đi theo cái cái nội hàm của cái vấn đề mà bạn trình bày bên trên ấy nhá bạn không nên trình bày thì nó nó tách ra kết quả hoạt động nhận xét hoạt động nhận xét thì người ta sẽ có mặt đặt được hạn chế và cho vay và sau khi có nguyên nhân rồi thì mình nghĩ là bạn có thêm một cái mục nữa là một kiến nghị nữa thì nó sẽ đầy đủ hơn nhé về phần nội dung thì mình không nhận xét cho bạn mà mình hứa là mình sẽ nhận xét cho bạn ấy cái phần mà danh mục mà bạn đang làm mà bạn đang bị mắc bởi vì bạn này bạn đã trích đạo văn bên mình bạn đã chết đạo văn của mình và sau đó thì mình bạn ấy có nhờ mình xem hộ bạn ấy cái danh mục để tham khảo thế cho nên bạn ấy nhờ mình phần nào thì mình sẽ xem xem cho bạn ấy phần đó thôi cái phần gì người ta không nhờ thì mình không nên thì ở đây thầy uh, xin chia sẻ với các bạn một chút về cái mục lục mà bạn đang mắc bây giờ các bạn nhìn cho thầy về cái mục lục này thì đối các bạn biết mục lục này của bạn đã làm tốt chưa nếu mà chưa tốt thì chưa tốt ở chỗ nào xin mời Xin mời các bạn đối với các bạn biết đã tốt chưa? Đã đúng chưa? Đã sắp xếp đúng theo vần chữ cái alpha B chưa? Đã đúng theo nguyên tắc làm mù lục tài liệu tham khảo chưa? Hoặc là có vấn đề gì không? Năm ở cuối Ờ à, Rồi ok Chưa Còn gì nữa không các bạn có thể phát hiện ra không ạ? Bạn Ngọc Hà phát hiện ra rồi đấy Năm là chưa đúng đúng không? Rồi Bây giờ thầy sẽ chia sẻ một số cái nữa nhé để chúng ta cùng rút kinh nghiệm này. Các bạn có thể follow cái kênh TikTok này nhé, bởi vì là các video thầy vừa ra rất là nhiều. Riêng hôm nay đã ra hai video rồi, các bạn có thể xem để làm bài. Uhm, cái này thì thầy có dạy các bạn rồi. Thứ nhất ý, là đối với văn bản quy phạm pháp luật. Ví dụ đây là bạn có luật tổ chức tín dụng hoặc là bạn có thông tư, thông tư về quy định tài sản. À, các em lưu ý nhé. Thông tư thì không thể nào là do Quốc hội được đâu em ạ thông tư thì phải là do bộ nhá các em nhớ nhá quốc hội người ta chỉ ban hành hai cái thôi thầy nhớ không nhầm là có hiến pháp và luật và gì nữa nhỉ thầy nhớ là nó có hai cái là hiến pháp và luật ngoài ra còn văn bản gì nữa thì các bạn có thể sớt thêm uhm, không biết còn văn bản nào nữa không nhưng mà chắc chắn là cái thông tư ấy thì là sẽ do các bộ ban hành em ạ bộ ban hành nhá còn nghị định ấy đã do chính phủ ban hành nhá được chưa? thế cho nên ở đây bạn ghi là quốc hội mà bạn ghi là thông tư thì thầy đang nghĩ là nó không được đúng và cái thứ hai là thông tư thì người ta phải có cái số ban hành chứ không thể nào thông tư chung chung này được. Thế cho nên một cái điểm nữa này tất cả các bạn sinh viên đang nghe nhé các bạn lưu ý này đối với các văn bản vi phạm pháp luật này do các cơ quan ban hành thì người ta sắp xếp người ta sẽ lấy cái chữ cái của tên cơ quan là chữ quy được chưa? Còn đối với tên của các cái tác giả thì người ta sẽ lấy tên, chữ cái đầu tiên của tên. Còn sẽ so với ông Quy ở đây. Được chưa? Chứ không phải so với ông Hội hay là cho mấy ông N ở đây đâu nhá Là không đúng đâu. Đây là cái điều thứ hai. Cái điều thứ ba là người ta không đưa học hàm, học vị vào trong cái danh mục để tham khảo. Đấy là những cái thứ mà các bạn dễ nhìn nhất ở đây. Dễ nhìn nhất ở đây. Nhá. Còn về bản chất, cách làm thì bạn đang làm thủ công như bạn đang làm thủ công. Thế cho nên là chúng ta nên làm tự động hơn các em ạ, à, nên làm tự động. Thì bản thân chúng ta không cần nhớ những điều đó, tự nó làm cho chúng ta. Tự nó làm cho chúng ta các em ạ. À. Ví dụ như đối với văn bản luật thì các bạn đặt con trỏ chuột vào đây thôi. Ờ à, không còn bàn nào nữa. Ờ à. à, đây, đặt con trỏ chuột vào cuối đây. Sau đó các em gì ạ? Chọn cái này này. Đây này. Sau đó các em nhập tên của cơ quan ví dụ như là Quốc hội Đấy. Title là gì ạ? Luật doanh nghiệp 2020. Hoặc là luật doanh nghiệp năm 2020. Đó kiểu như vậy. Xong em insert ra thì nó sẽ insert cho em và nó sẽ làm danh mục tài liệu tham khảo cho em. Chứ không nhất thiết là em phải ghi là Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thông tư thì là sai rồi. Đấy. Luật luật tiến dụng 2020, thậm chí em có thể thêm một cái dòng là ban hành ngày nào nữa thì nó mới đầy đủ thông tin. Còn tất cả những tên của các thầy cô này nó sẽ sắp xếp nhưng mà H và K như chữ T. Đấy, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng thì nó đã sắp xếp bởi chữ N. Ở đây, thầy Kiều, Kiều với Kiều nó phải cùng một nhóm. Hoặc là tiến sĩ Nguyễn Minh Kiều, tiến sĩ Nguyễn Minh Kiều, chỗ thì tiến sĩ, chỗ thì tiến sĩ. Hai ông này, hai bài viết. Đúng không? Đó, thì chúng ta phải để là tên nó phải đặt sát nhau chứ. tại sao, sao ông Kiều đây một cái, ông này đây một cái. Đây ông Kiều đây nữa này. Cùng một tiến sĩ chỗ thì tờ sờ chỗ thì tiến sĩ, đó thì em sắp xếp như vậy nó chưa được ổn em ạ nếu mà chúng ta muốn gọi là đặt sắp xếp thật tốt thì chưa tốt đâu đấy thì thầy góp ý cho cái phần danh mục tự tham khảo của bạn nó tốt còn tất cả các bạn sinh viên thì mình lưu ý một điều nữa nhé cái này là cũng là cái bí mật này đây là danh mục tự tham khảo nhưng nếu mà em mà dùng danh mục tự tham khảo này mà em thích đạo văn ấy, em nhìn nhé đây này nói có sách mấy có chứng luôn nhé đây xem có không nhỉ đây cho các em xem này Ồ, đây bài các bạn đây em nhìn này. Đó. Khi mà các em trích đạo văn ấy mà em để tên như này thì nó sẽ bị trùng hết đây, tên của bạn đây. Đây 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 đây, sorry. Đây. Và đây là trích đạo văn đây. Đấy, chính là một đấy. Các bạn thấy chưa? Cho nên chúng ta không nên để là danh mục để tham khảo. Mà nếu khi trích đạo văn thì các bạn nên để là gì? Mục lục tham khảo, mục lục tham khảo. Thì khi bạn trích đạo văn và bạn miễn trừ mục lục tham khảo nó sẽ miễn trừ cho bạn. Còn để mà bạn để là danh mục dẫn tham khảo thì không bao giờ là miễn trừ cho bạn. Đấy là cái bí mật mà khi mà thầy chữa đạo văn cho các bạn sinh viên, thầy luôn luôn bật mí cho các bạn cái cách đó để các bạn mới sửa. Nó vẫn là mục lục tham khảo thôi, nhưng mà nó sẽ phù hợp với phần mềm và nó sẽ trừ cho bạn. Nó trừ đi rồi thì chúng ta sẽ không bị không bị báo là trùng đoạn này nữa. Đấy. Thì đấy là cái mà thầy thầy luôn luôn chia sẻ với các bạn khi mà thầy chữa đạo văn. Nếu như các em được miễn trừ phần này thì nên sửa thành như thế cho nó phù hợp. Ok chưa các em? Đó thì ngày hôm nay thì thầy đã vừa nhận xét cho các bạn ở rất nhiều các cái phần khác nhau từ phần đề cương, từ phần tên đề tài, từ phần danh mục tài tham khảo, từ phần uh, mở đầu, phần viết khái niệm, rồi từ bố cục, rồi bài tiểu luận, bài nghiên cứu khoa học, rồi đến như bài này là bài thực tập nhé. Không bài này không phải học viên của thầy đâu, bài này là của một cái bạn mà bạn nên muốn thầy trích đạo văn thôi thì khi bạn trích đạo văn xong thì thầy nhận xét cho bạn ấy còn nếu bạn ấy là sinh viên của thầy thì chắc chắn thầy sẽ phải nhận xét cho bạn ấy rồi nhé yeah. um, em ạ à, nào học viên của thầy sẽ được nhận xét nhé một đoạn văn khoảng 6 câu mà có tận 4 đến năm trích dẫn thì có bị phản tác phản tác dụng không ạ 6 câu mà có bốn năm trích dẫn trong đoạn tham khảo chả có thế gì gọi là phản tác dụng cả em ạ à, quan trọng là mình trích dẫn gì thông thường thì trích dẫn quốc tế thì người ta hay trích dẫn gián tiếp em nhé người ta không trích dẫn trực tiếp đâu Uh, em có thể hoàn toàn nhìn thấy đây thầy mở cho các em một bài này không để các em lại bảo là thầy nói điêu không có dẫn chứng gì hết đây thầy sẽ mở cho em xem một cái bài uh, viết trên một cái tạp chí khoa học của một các cái chị nước ngoài nhé ví dụ đây là một bài viết của một cái chị nước nào đây nhỉ không nhớ lắm đây các em nhìn này đây các em nhìn đi đây là một đoạn văn của chị đấy nhé đây 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 là một đoạn văn này Em xem có bao nhiêu cái trích dẫn 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 tài liệu trích dẫn trong bài này Có sao đâu Chả sao Có ai cấm điều đó đâu nhỉ Bài này của chị này còn ít đấy Đây xem nào đây là tất cả các bài này đều lấy ở trên kênh quốc tế. Kênh này thì thầy giới thiệu cho các bạn sinh viên của thầy trong khoa học. Các bạn nhìn này. Đây, bao nhiêu? bao nhiêu đây các bạn nhìn này tại sao các bạn lại đắn đo câu chuyện đấy nhỉ quan trọng là ở uh, các tài liệu đây đây một cái câu này ba tài liệu trích dẫn không phải là tài liệu trích dẫn mà người ta thấy rằng là cái thông tin họ đưa ra này nó được ba cái tài liệu khác nó cũng support cho cái thông tin đó được chưa đây nữa này đây là hai này thế tại sao các bạn đang đắn đo nhỉ đây này đây các bạn nhìn đi đây câu nào chả có tài liệu tham khảo của họ đáng nể lắm em ơi một cái bài viết của họ ngắn ngắn thôi mà tài liệu tham khảo của họ phải mấy chục cái luôn có những cái bốn năm chục cái nhìn phát sợ luôn đấy đây một bài khác nhé đây bạn nhìn đi bạn nhìn có kinh khủng không bạn nhìn đi chưa nhìn đi. bạn nhìn xem không có sợ không đấy, đấy chưa nhỉ Khóa học nào để làm tốt khóa luận tốt nghiệp vậy thầy ờ, khoa học để làm khoa học tốt khóa luận tốt nghiệp ấy thầy nghĩ rằng là đấy là khoa học chuyên ninh em hãy làm theo khoa chuyên ninh trước còn sau khi học chuyên ninh xong em bảo là thầy ơi em muốn làm nghiên cứu định lượng em muốn sử dụng phần mềm SPSS thì lúc đấy thầy sẽ giới thiệu cho em khóa chuyên sâu nhé còn nói thật ra các bạn ấy riêng khóa chuyên ninh thầy nghĩ rằng nó là đúc kết kinh nghiệm của thầy trong rất nhiều năm và sinh viên của thầy hướng dẫn khóa tốt nghiệp ấy thì thường các bạn ấy phải là người dẫn đầu của cái khóa đấy chín 9.3, 9.5 Đây là sinh viên của thầy Và điển hình như cái bài này mà thầy mới hướng dẫn Năm 2022, 2023 xong 9.3 điểm Làm định lượng này, nghiên cứu định lượng này Đấy, ví dụ như vậy nhé Thì đây là quan điểm của thầy chia sẻ với các bạn thôi Paraphrase bằng chat GPT Có dính không? Dính chết Không ai dùng chat để viết bài hết nhé Thế vậy thầy ơi Mình làm mục lục cho tài liệu tham khảo luôn ạ à. Đúng rồi em Phải làm mục lục chứ anh thư này nhưng mà các bạn lưu ý nhé khi các bạn học cái khóa chuyên ninh ấy có một cái điều nữa các bạn nó sẽ thấy cái khoe cái khóa này mãi thầy không khoe thầy đang nói thật đây khi bạn học khóa chuyên ninh bạn có rốt tin học đi chăng nữa thì bạn cũng sẽ được học bốn cái được học làm bốn cái mục lục tự động cái thứ nhất là cái mục lục toàn bài như thế này cái thứ hai là mục lục hình ảnh và bảng biểu cái thứ ba là mục danh mục phụ lục và cái thứ tư là danh mục tự tham khảo tất cả cái đó làm tự động làm tự động và sẽ được thầy hướng dẫn chi tiết làm và sau đó record lại và gửi cho các bạn để các bạn về nhà thực hành tự làm được chưa đã ok chưa à, từ năm nhất đến năm tư thì em đăng ký khóa chuyên ninh trước đi còn sau này khi em đang nghiên cứu định lượng những bạn nào làm định lượng thì các bạn hãy nên đăng ký khóa chuyên sâu thôi khóa chuyên sâu là khóa dành cho những đối tượng như nào ạ khóa chuyên sâu không phải là dành cho một đối tượng cụ thể hay khóa chuyên ninh cũng vậy khóa chuyên ninh là dành cho tất cả những người nào kể cả giảng viên đại học mà chưa có cái kiến thức cơ bản tốt bài bản về nghiên cứu. Còn khóa chuyên sâu ấy là dành cho những bạn nào kể cả thầy cô hay các bạn hay bất cứ ai làm nghiên cứu khoa học bài bản nhưng mà chúng ta muốn sử dụng phương pháp định lượng. Bởi vì trên khóa học đó có tích hợp định lượng. À 100% là làm trên định lượng và có tích hợp thêm viết bài khoa học, viết bài báo khoa học. nhé. Còn sắp tới thầy sẽ tách riêng viết bài báo khoa học công bố trong nước và công bố quốc tế ra một khóa riêng chứ nó không chung với các khóa này nữa thì nó sẽ chuyên biệt hơn các em ạ. Khóa chuyên ninh học on hay phát video. Các bạn học on, học với thầy này. Thầy sẽ dạy các bạn như các bạn đang nghe này. Sau đó các bạn sẽ được học lại bằng record. Chứ không phải là chỉ học mỗi video. Các bạn hiểu chưa? Video là cái thứ mà các bạn học khi bạn cần. Còn bạn sẽ được học trực tiếp với thầy. Hoặc là khóa đó mở vào ngày 16 tháng 11. Bây giờ bạn muốn học ngay. Thì bạn học ngay bằng video trước đi. Để bạn làm bài. Làm bài xong bạn gửi thì thầy sửa. Không phải thầy sửa mà thầy thầy nhận xét cho bạn để bạn sửa. Đó. Xong sau đó đến ngày 16 bạn lại học trực tiếp với thầy. Bởi vì cái record ấy nó tốt là bởi vì nó phục vụ chúng ta muốn học khi nào cũng được. Kịp thời điểm của chúng ta. Còn học trực tiếp với thầy nó sẽ mang lại cho các bạn các cảm xúc. Chắc chắn là cảm xúc luôn. Chưa một bạn sinh viên nào học trực tiếp với thầy mà không nói nó không có cảm xúc cả. Bởi vì thầy dành toàn bộ tâm huyết cho cái lúc thầy giảng. Nó sẽ phải là tâm huyết. Nó phải là nó phải là cảm xúc nhé. Năm 3 học là hơi trễ nhưng mà không học còn trễ hơn Bởi vì các em còn phải làm kiến tập năm 3 Làm thực tập năm 4 Làm khóa luận năm 4 Ít nhất những dạng bài như vậy không bao giờ Không bao giờ điểm thấp nếu như em đã học Năm nhất thì nên học khoa học chuyên ninh em ạ à, Bởi vì là em phải làm bài tiểu luận Làm nghiên cứu khoa học Nói chung là từ năm nhất đến năm 4 các em nên học khoa học chuyên ninh Nghe nó là chuyên ninh thôi Nhưng mà nó cực kỳ kỹ Các bạn cứ nghe thầy nhận xét cho các anh chị Các dạng bài này Thầy em đã ủ biết là thầy rất kỹ rồi Đến từ dấu chấm dấu phẩy rồi nhá. Cho nên năm nhất mà không học ấy, điểm năm nhất mà nó thấp ấy, đến năm sau kéo lên rất là khó. Và thầy là một điển hình đây. Năm nhất thầy được có 2.9. Năm đấy còn suýt nữa học bổng ấy. Nhưng mà vì là sẽ cắt năm sau cũng không thể bứt phá được cho nên khi ra trường thầy thiếu 0.08 nữa thì được giỏi. Nhớ nhá, thiếu 0.08 là được bằng giỏi. Và nếu được bằng giỏi biết đâu mình đã được giữ lại trường. À, nhưng mà không sao Thầy không được giữ lại trường Nhưng mà thầy đi làm doanh nghiệp, phấn đấu và sau đó thì mình lại quay trở lại doanh... lại quay trở lại gì? làm giảng viên trường học học thôi và bây giờ mình lại dạy đúng cái khoa mà mình ngày xưa mình học rất là tuyệt vời. Ờ ừ, đúng rồi bây giờ thầy vẫn thạc sĩ <laughs> bắt đầu nghiên cứu khoa học thì mình học khóa chuyên ninh nhé hùng nhá em đang làm khóa nội tốt nghiệp thầy nghĩ em đang làm khóa nội tốt nghiệp thì em đi học khóa chuyên ninh đi thì sau đó bạn bạn minh phương à minh minh gì 817 này thì thầy cũng sẽ support cho em à có một cái điều đặc biệt nữa các bạn chưa biết nhé những bạn nào mà học khóa chuyên ninh thì các bạn đấy các bạn học khóa bên thầy thì đi đến khi các bạn trích đạo văn ở chỗ thầy thì các bạn sẽ được ưu đãi nhá đây cho các bạn xem này ở đây đây chính là khóa chuyên ninh này đây đây là cái thứ mà các bạn được nhận nhé. Các bạn nhìn của mình này. Các bạn sẽ nhận một dấu chấm này. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Các bạn sẽ được nhận 8 cái dấu chấm này. Đó. Còn đây là chi tiết của khoa học này. Chi tiết của nó đây. Từ, từ tìm kiếm tên đề tài luôn. Chưa có tên đề tài thì tìm kiếm tên đề tài. Cho đến khi biết cách phân tích biết cách phân tích xong thì thầy sẽ giới thiệu cho các bạn bảy tám nguồn. chưa nhưng mà chưa trước khi giới thiệu các nguồn thì thầy sẽ dạy cho các bạn cách phân biệt đâu là tài liệu uy tín và sau đó giới thiệu cho các bạn bảy tám nguồn để tìm tìm xong có một đống tài liệu rồi một rổ tài liệu rồi thì thầy sẽ giới thiệu cho các bạn các cái công cụ để bạn quản lý tài liệu và trích dẫn khoa học bằng phần mềm sau đó rồi thầy mới dạy các bạn cách edit xin lỗi dạy các bạn cách xây dựng bố cục cho phù hợp từ một bài tiểu luận cho mỗi một, một nghiên cứu khoa học sau đó thầy sẽ dạy cho các bạn cách viết đề cương nghiên cứu từ lý do chọn đề tài cho đến phương pháp 12 mục nhé. 12 mục luôn chứ không phải mấy mục đâu. Sau đó dạy cho các bạn cách thiết kế bảng hỏi rồi viết bài rồi viết bài văn phong khoa học rồi trích dẫn khoa học APA rồi ba kiểu thông thường này. Xong rồi cách trình bày bảng biểu rồi đủ thứ. Xong bắt đầu dạy cho các bạn về Word làm, Word, làm Word, làm trích dẫn, làm các tài liệu, làm các cái thứ mà gọi là 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 tự động trên Word để tạo ra được một cái bài viết nó chuẩn chỉ về mặt hình thức nữa. Sau đó thì các bạn sẽ được học về đạo văn Viết bài không bị đạo văn Chống đạo văn Và bị đạo văn rồi thì sửa như thế nào Dạy hết luôn Dạy hết đến hết luôn đây, Thông tin của cá nhân thì bạn đọc ở đây ờ, Còn các cái feedback các bạn đọc ở đây Feedback thì nhiều lắm feedback, Bây giờ đến hàng trăm feedback rồi cứ mỗi một khóa này có khoảng độ 10 hay mấy phần trăm các bạn feedback thì các bạn có thể đọc thoải mái đấy thì đấy là những cái thứ mà các bạn nên 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 xem trước khi chúng ta quyết định nhé rồi ờ. đúng rồi bạn vui vẻ vui vẻ mỗi ngày nhé chỉ có hai 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 cái đấy thôi hai không không thôi ờ, phần mở đầu sao cho hay phần mở đầu thầy vừa mới hướng dẫn xong rồi em ạ thực ra là cái buổi live của thầy đến 10 giờ là kết thúc rồi thì đây em học đi em học đi đây chính là phần mở đầu này em này phần mở đầu đây phần mở đầu từ lý do chọn đề tài cho đến bố cục luôn Thầy sẽ dạy em viết chi tiết Chỗ này là 10 trang tài liệu luôn 10 trang tài liệu luôn nhé Gửi cho các bạn để các bạn làm này Bởi vì Sao rẻ vậy ạ <laughs> Bởi vì ấy, cái mục tiêu của thầy các em biết là gì không Trước khi các bạn biết đến thầy ấy, Là tất cả các kênh của thầy ấy, Trước đây nó có tên là gì bạn biết không Nó tên là Student Care Student Care Kể cả các kênh khác cũng thế trên nền tảng ấy, đều là Student Care Student Care Student Care có nghĩa là gì ạ Thầy muốn hỗ trợ và support cho các bạn sinh viên mục tiêu là như vậy ạ cho nên thầy muốn phổ cập nó đến tất cả các bạn sinh viên cái thời điểm mà các bạn mà ở vùng lũ mà các bạn đăng ký học á thì là thầy sẽ free luôn nếu mà bạn ở vùng lũ đang khó khăn hoặc là các bạn sinh viên thậm chí bây giờ còn không có tiền học cái gì ok đăng ký học đi thầy cho thoải mái bao giờ ra trường đi kiếm được tiền lúc mới trả lại thầy bởi vì mục tiêu của thầy là phổ cập ai cũng được học để môi trường đại học không phải là cái môi trường mà các bạn cảm thấy nó 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 không có người hướng dẫn nó chỉ là cái môi trường dành cho bài tập mà không có ai support cho các bạn trong câu chuyện làm như thế nào. Và thầy tuyệt đối không bao giờ làm hộ nhé. Không làm hộ, nói không có làm hộ, nó không làm thuê. Nhưng sẽ nói cho bạn biết bạn nên làm như thế nào. Và đã làm nhẹ đã được chưa? Thế thôi. Đó, đấy là mục tiêu của mình. Ấy. Đúng rồi. Các bạn học xong, các bạn sẽ được mình trách đạo văn. Nếu như bạn trách, thì bạn sẽ được mình trách và mình tư vấn. Và đây, trách đạo văn thì các bạn sẽ được hỗ trợ nhiều thứ mà. Đây này. Đâu nhỉ? đây này đây đạo văn đây đó các bạn đăng ký khóa chuyên ninh ấy thì các bạn đăng ký trên kênh uh, tiktok nhé à, trên trên cái đường link bio trên kênh tiktok này <laughs> đúng rồi bạn là uh, fan lan anh nói đúng rồi đấy ạ khóa chuyên ninh của mình trong uh, 3 ngày bạn ạ Ok cảm ơn bạn Quốc Hưng nhé. Bạn Quốc Hưng chắc là cũng đã học đăng ký học rồi đúng không ạ? Ok, cảm ơn bạn Thúy Nguyễn. Ờ các bạn, các bạn rất hay hỏi mình là thầy ơi, thầy có dạy viết bằng tiếng Anh hay bằng tiếng Trung không? <laughs> thầy nói thật với các bạn ấy, thầy không dạy viết bằng tiếng Anh, không dạy viết bằng tiếng Trung, nhưng mà học viên của thầy ấy hiện nay đang du học ở Hàn Quốc, đang du học ở Đài Loan, đang du học ở Trung Quốc nhá. Rất là nhiều luôn bởi vì sao ạ? Bởi vì các bạn viết bằng tiếng gì cũng thế thôi Quan trọng là chúng ta biết cách viết Và viết bằng phương pháp gì Và hôm vừa rồi một cái bạn học viên của mình đang học thạc sĩ bên Trung Quốc ấy, Bạn ấy có nhắn về là lần đầu tiên làm bài tiểu luận được 9 điểm Lần đầu tiên làm bài tiểu luận được 9 điểm Đơn giản là biết cách làm thôi Còn bạn viết bằng ngôn ngữ gì thì đấy là việc của bạn Không phải là vì tôi viết bằng ngôn ngữ này Cho nên cách nghiên cứu của tôi nó khác Thế thì làm sao chúng ta đọc được tài liệu nước ngoài Nếu mà họ viết một cái thứ khác Đúng không các em? Cho nên các bạn đừng có lo tiếng gì nhé Tiếng gì thì đấy là sử dụng cách chúng ta diễn đạt thôi em ạ. Làm bài thảo luận nhóm rất hay bị đạo văn, điển hình như một bạn sinh viên. Bạn nào mà theo dõi thầy thì biết chiều nay thầy vừa đăng một cái bài xong. Nhóm của bạn ấy bị trùng 70%. Nhóm của bạn ấy bị trùng 70%, sau đó thầy phải tư vấn cho bạn đấy đây này. Đây điển hình nhất nói có sách máy có chứng. Thầy rất thích nói có sách máy có chứng luôn. Bởi vì sao ạ? Như vậy nó rất là thuyết phục. Và khi viết bài thầy cũng rất thích yêu cầu các em phải trích dẫn. Bởi vì như vậy bài của em sẽ thuyết phục đây Nhìn nhé Đấy Bài của bạn này nó chỉ còn 24% thôi à, Đầu tiên lúc bạn ấy gửi bài cho thầy Bài của bạn này là 70% Sau quá trình mà thầy tư vấn cho bạn ấy Một lần hay hai lần ấy, bạn ấy sửa Bây giờ còn 24% Đấy. Nhưng mà 24% vẫn chưa được Thầy phải yêu cầu thêm Ví dụ như đây các em nhìn vào đây Mặc dù đoạn này của em được miễn trích dẫn Thầy làm rất là kỹ Thầy không phải làm vớ vớ vẩn vẩn đâu cho nên nó không nó không tỷ lệ thuận với cái phí mà em bạn đọc đâu. Bạn nhớ nhá. Cái gì thầy dạy nó không tỷ lệ thuận. Bạn là rồi, rẻ thế thì chắc là vớ vẩn. Nó không tỷ lệ thuận. Ở đây bạn nhìn nhá. Thông thường nhìn vào con số 24 thầy sẽ xui bạn là em mới nộp bài đi gì? Không, thầy không yêu cầu như vậy. 24% ông đã đủ tiêu chuẩn để nộp rồi. Nhưng về mặt khoa học ông chưa đủ tiêu chuẩn Bởi vì ở đây ông đang trích trực tiếp nhìn thấy hai cái dấu ngoặc kép chưa? ông đang trích trực tiếp nhưng cái trích dẫn của ông sai be bét làm gì có cái kiểu trích dẫn gì mà lại quy định tại k 2 d 3 nd ông trích cái kiểu tây gì đây ông làm lại cho tôi cái cho nên trích dẫn thì có thể đúng nhưng mà kiểu trích thì sai yêu cầu phải sửa tiếp mặc dù bạn ấy chỉ yêu cầu thầy trích đạo văn thôi nhưng mà thầy còn đang chỉ cho bạn tận nơi này luôn á vậy các em thấy chưa nó đâu đơn giản chỉ là thầy ơi trích cho em ra bao nhiêu phần trăm nếu mà thầy check ra phần trăm thầy gửi Thầy chỉ mất của bạn ấy khoảng độ 10 phút thôi Là thầy đã có tiền rồi Nhưng không, phải sửa Ông sửa thêm cái này cho tôi nhá Được chưa, tiếp nữa Có rất nhiều đoạn Có ngoặc kép nhưng mà lại không có đóng ngoặc kép Đấy Được chưa, có rất nhiều đoạn Thì có mở một cái mở ngoặc kép Nhưng mà có hai cái đóng ngoặc kép Làm rất là cẩu thẻ Thầy yêu cầu phải làm lại Viết lại Đây, thậm chí dấu chấm dấu phải yêu cầu là tốt nhất ông phải ra soát lại bài của ông đi còn mà không ra soát được nữa nộp về nhà trường nhà trường pha thì đấy là em phải chịu trách nhiệm đấy nhưng mà thầy luôn luôn có sự cảnh báo như vậy chứ không đơn giản là em ơi bài của em hai nhé ngon rồi nộp đi thế là xong không có đâu thầy nhìn qua mà thầy thấy còn lỗi thì thầy sẽ còn nhắc nữa đấy đây là cái cách mà thầy làm ấy nhé bạn gơn hướng nội này các bạn muốn đăng ký các bạn có thể liên hệ qua đường link bio nhé ok cảm ơn bạn vui vẻ mỗi ngày này Ờ, khóa học bao nhiêu bạn Sunel ờ, Bạn Nhung ơi Bạn comment hộ thầy bạn Sunel nhé ờ, Tưởng cô Niu Check đạo văn đâu Các bạn check thì các bạn có thể gửi qua bên mình check Chứ còn nếu mà như các bạn muốn check thì Các bạn phải mua phần mềm Thì các bạn đừng có mua bởi vì nó giá khá là cao ấy Mà tự nhiên mình check có một vài bài Tự nhiên mình mua làm cái gì cho nó khổ đời ra Xong mình mua rồi xong mình còn không biết cách làm Thế này phải đi học cách làm nó mất thời gian nhé ờ, Đăng ký khóa học ấy thì các bạn không được bao gồm check đạo văn bởi vì check đạo văn thì nó lại là một cái 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 mảng khác. Nhưng bạn là học viên thì bạn sẽ được một cái phí nó rất là đặc biệt. Nó rất là đặc biệt. Thầy lấy ví dụ như chính các bạn sinh viên của thầy khi là tham gia Educa, bạn ấy có những cái bài viết hoặc là có những cái nghiên cứu uh, bản gốc của nó rất là dài, rất là dài có đến 200 trang ấy. Nhưng mà vì bạn là học viên của thầy rồi cho nên bạn ấy chỉ ở cái mức phí rất là nhỏ thôi. Thế thì tự nhiên bạn trích một bài đấy thôi Có khi bằng hòa luôn cả cái tiền học phí luôn rồi Đấy ví dụ thế ờ, Các bạn sẽ học trong Học trong 3 ngày em ạ Nhá Ok ờ, Xin chào tất cả các bạn nhé ờ, Thực ra là đúng đến 10 giờ Là thầy phải kết thúc phi live rồi Hôm nay thực ra này các bạn hỏi nhiều quá Cho nên thầy sẽ trả đáp thêm thế thôi ờ, Hẹn gặp lại các bạn vào tối thứ hai tuần sau một buổi một một tuần thì thầy chỉ like ba buổi thôi là hai bốn và sáu từ 8 rưỡi đến 10 giờ sẽ nhận xét bài và trích đạo văn miễn phí trong thời gian đó các bạn có thể được gửi bài qua đường link trên kênh đường link bio trên kênh tiktok này thì thầy sẽ tập hợp lại và tối thứ hai thầy lại nhận xét bài cho các bạn thôi bạn nào may mắn đang làm bài mà muốn thầy nhận xét miễn phí thì cứ gửi qua thôi chả mất cái gì hết và thầy sẽ nhận xét cho các bạn còn bạn nào muốn học làm bài bản và được support đặc biệt là những bạn sinh viên năm nhất phải đăng ký luôn thì đăng ký trên đường link bio trên kênh tiktok này thế thôi nhé và hẹn gặp lại các bạn vào, các bạn cứ lên đường link bio TikTok thì nó sẽ có cái đường link dẫn cho đến thầy. ở Hẹn gặp lại các bạn vào tối ngày 16 tháng 11 này thì thầy sẽ có lớp học trực tiếp, uh, nghiên cứu học, tiểu luận, khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, kiến tập, nói chung là giải quyết hết. Thì các bạn đăng ký để tham gia nhé. Còn những bạn nào mà đang cần gấp thì đăng ký luôn để tối nay có thể học được ngay thông qua video nhé. Thầy ơi cho em hỏi là mình nên thực tập ở công ty nào để dễ làm khóa luận? em thực tập ở công ty nào cũng được em ạ. thầy xin trả lời nốt bạn này nhé. các bạn nên thực tập ở công ty, không nên nghỉ để viết bài khóa luận tốt nghiệp và bài ở à, thực tập ngay tại cùng một công ty. thậm chí các em có thể làm cùng một vấn đề để phát triển lên một công đôi việc, nghe chưa? xong lại có thêm kiến thức nữa, kinh nghiệm nữa là một công ba việc. xong xin luôn người ta là cho em thực tập luôn đến khi nào em ra trường cho em làm tiếp, em làm không công cũng được bao giờ anh chị chán anh chị đuổi em thì em nghỉ lại được thêm một cái gì một cái chỗ có thêm kinh nghiệm thế thì ra trường rồi thì mình đã có 6 tháng kinh nghiệm rồi lúc đấy mình chinh chiến xã hội nó sẽ tốt ok hơn rất là nhiều đấy là kinh nghiệm của thầy bởi vì thầy hướng dẫn thực tập và kiến tập rất là nhiều vừa hướng dẫn xong cũng vừa mới chấm bài xong môn tổ chức sự kiện ok thôi bởi vì thầy học ngành quản trị văn phòng tổ chức sự kiện cũng là một cái không vấn đề gì hết a à, sorry các bạn nhé đây này Bây giờ bạn này bạn hỏi tổ chức sự kiện thì thầy sẽ giới thiệu thêm Nói với các bạn thêm một phút nữa thôi nhé Khoe 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 Đoạn này đúng là đoạn khoe luôn đấy Bởi vì bạn ấy vừa nhắc đến tổ chức sự kiện Đây xin mời các bạn nhé Bộ tài liệu tham khảo Đây ạ Training này Đây là bộ tài liệu mà thầy gửi cho học viên Trong đấy có một cái tài liệu cụ thể là khóa lượng tốt nghiệp này Đây nhìn thấy chưa tổ chức cuộc họp và sự kiện xong bài này thì thầy hướng dẫn đây thầy hướng dẫn đây nhìn tên thầy nhá thầy hướng dẫn sinh viên của thầy năm 2022 nghìn được 9,5 điểm cao nhất hội đồng cao nhất cái khóa đấy còn năm nay là 2023 là 9,3 điểm cao thứ nhì đấy thì bạn này bạn vừa hỏi về về tổ chức sự kiện đây đó thì khoe các bạn luôn thì uh, những bạn nào mà muốn học cách làm thì bạn đăng ký trên đường link trên cái tiktok này nhá thầy sẽ gửi tại bộ tài liệu này và sẽ support cho các bạn trong quá trình làm Ok. Xin chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào buổi tối thứ a. À, lo thực tập cái gì? <laughs> thực tập lại xin khoe tiếp nhé. Học viên của thầy vừa gửi một bài về 9,8 điểm. Đây. Cụ thể luôn. 9,8 điểm nhé, vừa mới bảo vệ hồi tháng 6 năm ba. Cao nhất thực tập 9,6 điểm luôn. Và cái bộ tài liệu này toàn là của học viên thôi. Và hai cái hội thảo khoa học quốc tế này là do thầy tham dự người ta gửi về tặng. Đấy, thì sẽ gửi cho các bạn thì các bạn nào lo thực tập thì đây là một cái tham khảo các bạn nào lo kiến tập gì đây kiến tập đây 9,0 điểm đó thì đây là những tài liệu tham khảo mà các bạn nên nên có để làm bài và đặc biệt cách làm thì thầy sẽ dạy cho các bạn ok xin chào các bạn nhé các bạn muốn uh, xem các video như thế này thì có thể follow kênh tiktok này xin chào các bạn hẹn gặp lại các bạn vào tối ngày thứ hai tuần sau nhé đúng tám rưỡi nhá ok xin chào tất cả các bạn ạ.